tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng thì tăng từ 90,7% năm 2019 lên 92,6%. Cái quy mô là yếu tố rất là quan trọng. Nếu mình nhìn dài hạn hơn ý, thì câu chuyện của ACB nó sẽ không quá mạnh. Đây là ngân hàng có nền tảng tài chính rất mạnh. Tỷ lệ LDR của đối với VIB thì sẽ đến cuối năm 2019 thì mới chỉ đạt được mức là khoảng 75%. Thì cao nhất là Techcombank là 57%. Thì tùy vào khẩu vị rủi ro nhà đầu tư có thể lựa chọn. Ví dụ nếu mà đầu ngành thì là có Vietcom. Kính thưa quý nhà đầu tư, chào mừng quý nhà đầu tư đến với chương trình The Insight số 22. Đây là mùa thứ 2 của chương trình này rồi. Đây là chương trình phân tích chuyên sâu dưới dạng là thảo luận của bàn tròn chuyên gia, cái panel discussion về nền kinh tế, về thị trường, các kênh tài sản. Thì chúng ta đã đi được khá nhiều số rồi. Và hôm nay, buổi chiều hôm nay, ta sẽ tập trung vào một cái ngành rất là quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam cũng như là đối với các nhà đầu tư cổ phiếu, đó là ngành ngân hàng. Đây là cái ngành chiếm một cái tỷ trọng đến 25% vốn hóa của toàn thị trường cổ phiếu Việt Nam. Và có khá nhiều cổ phiếu, tổng cộng là 19 cổ phiếu niêm yết hiện nay. Và đặc biệt là trong giai đoạn này có khá nhiều tranh cãi xung quanh cái cơ hội đầu tư của ngành này. Đúng không? Có người thì nói đây là cơ hội rất hấp dẫn vì định giá hấp dẫn. Có người thì cho rằng là câu chuyện rất là tricky. Rất là bất định, không biết là thời gian tới nó sẽ như nào. Chính vì thế mà hôm nay mới hội tụ các chuyên gia mà chúng ta cùng thảo luận, đưa ra một cái view cho các quý nhà đầu tư có thể tham khảo được trong cái chặng đường xây dựng cái danh mục đầu tư cho mình. Thì trước khi đi vào thảo luận chi tiết thì cho phép tôi được giới thiệu thành phần panelist của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay Hà Nội chúng ta rất là may mắn mời được chuyên gia banking analyst là chị Nguyễn Thị Phương Thanh giới thiệu với các nhà đầu tư. Ngoài ra thì cả hai anh quen thuộc của chương trình rồi, hai chuyên gia đó là anh Hoàng Anh Tuấn và anh Đặng Đồng Phục đều đến từ khối dịch vụ đầu tư, và tôi là Quang, là giám đốc của khối dịch vụ đầu tư. Thì rất là vui được giao lưu với các anh chị. Cũng như mọi khi thôi, chương trình sẽ gồm có 3 phần chính. Phần đầu sẽ cập nhật tổng quan nhanh về Covid cũng như là thông tin kinh tế thị trường đáng chú ý trong tuần qua. Sau đó chúng ta sẽ đi vào phần 2 là phần chính của chương trình, là thảo luận xung quanh đầu tư cổ phiếu ngành ngân hàng như nào ở giai đoạn này. Và phần cuối chúng ta có khoảng 15 phút cuối cùng, từ 45 phút đầu chúng ta tập trung vào nội dung này, và 15 phút cuối là giao lưu Q&A, hỏi đáp. Thì các quý nhà đầu tư có thể đang livestream online, có thể tranh thủ đặt câu hỏi trong suốt quá trình mà chúng ta lắng nghe các chuyên gia chia sẻ, để mà phần cuối này chúng ta có thể giải đáp và giao lưu với nhau nhiều hơn. Mình xin đi vào cái phần đầu là cập nhật tình hình. Cũng như mọi khi thôi, thống kê một chút về số liệu Covid-19 thì tình hình diễn biến vẫn hết sức phức tạp. Hiện tại là tổng số đã hơn 27 triệu người nhiễm trên toàn thế giới rồi. Và số người chết vì căn bệnh này cũng còn số kỷ lục, gần 1 triệu người. Trong khi đó là cái số mà khỏi bệnh cũng rất là khả quan, rất là cao, là trên 19 triệu người. Và những cái quốc gia mà trước đây đứng đầu như là kiểu Mỹ hay là Brazil v.v. thì bây giờ đang chứng kiến thêm có một nước nữa đang nổi lên, và chắc là sẽ rơi vào nhóm đầu ngay, đang là nước Ấn Độ. Tình hình đang rất là phức tạp ở Ấn Độ. Cũng có câu chuyện vui là trước đây lúc mà thế giới đang phức tạp thì Ấn Độ rất ít người nhiễm, thì người ta nghĩ là chắc do người dân Ấn Độ ăn chay nên không bị nhiễm. Nhưng sau đó thì bây giờ Ấn Độ lại rất là nghiêm trọng. Thì nói chung là tình hình nó cũng phức tạp. Việt Nam mình thì tình hình lại tốt hơn rất nhiều. Đấy, sau một giai đoạn hoảng sợ của tháng 7 và suốt tháng 8 đó, sau khi xảy ra cái ổ dịch lần thứ hai ở Đà Nẵng, đúng không? Thì cái biểu đồ của cái active case, nhất là cái active case là một cái khái niệm, tức là những cái trường hợp vẫn còn đang mắc, đang nhiễm, đúng không? Đây là cái biểu đồ quan trọng nhất, chứ còn cái số tổng thì đã có một lượng lớn hồi phục rồi thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều. Đấy, thì suốt giai đoạn tháng 7 đến tháng 8 nó tăng rất là mạnh như vậy, thì bây giờ đã quay đầu đi xuống rồi. Số khỏi bệnh thì nhiều, và suốt khoảng
mấy ngày hôm nay thì không hề có ca mới nữa. Thì đây là một cái tin rất là tích cực cho trường hợp của Việt Nam. Một thế giới thì vẫn rất là sợ hãi bởi vì mùa đông lại sắp tới nữa rồi. Và người ta nghĩ rằng hoàn toàn có thể có thêm round 3 của, tức là vòng 3 của đợt nhiễm Covid-19 nữa. Đặc biệt vaccine thì cũng chưa biết khi nào mới có thể thực sự yên tâm áp dụng được. Rồi các thông tin nổi bật kinh tế tuần qua thì Chủ tịch Fed là tái khẳng định duy trì mức lãi suất thấp ha. Rồi bên cạnh đó thì trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ là cũng tăng nhẹ một chút vào hôm thứ Sáu vừa qua. Trường hợp của Canada, Nhật Bản thì thông tin này chúng ta cũng nắm được rồi, chỉ đi rất là nhanh thôi. Rồi Việt Nam thì hiệp định EVFTA với khu vực EU có hiệu lực là ngành thủy sản Việt Nam sẽ có hưởng lợi lớn nhất trong này. Việt Nam, chúng ta cũng nên nhắc lại một chút là Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ tư về thủy sản và EU với kim ngạch khoảng 1,35 tỷ đô năm 2019. Dịch may thì tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nha. Còn lãi suất huy động thì tiếp tục giảm do dư thừa thanh khoản tại các ngân hàng. Đây là một cái trend khá là rõ ràng, cho nên là dự báo là cái nhu cầu chuyển dịch từ dòng tiền tiết kiệm sang đầu tư sẽ ngày càng lớn. S&P 500 thì sau khi vượt đỉnh mọi thời đại thì đã có một cái đợt những phiên điều chỉnh khá mạnh trong tuần vừa rồi. Thị trường Việt Nam mình sau khi chạm mốc 900 thì cũng có một cái phiên điều chỉnh tương đối mạnh trong phiên ngày hôm nay, kết thúc phiên là giảm hơn 13 điểm. Giao dịch đầu tư nước ngoài thì diễn ra cũng khá là cân bằng. Rồi, đó là sơ bộ trong cái phần đầu và tổng quan một số thông tin, tức là vừa có thông tin tích cực vừa có thông tin tiêu cực. Có vẻ như là cái đám mây ở thế giới khá là bất định, còn ở Việt Nam mình có vẻ như là tích cực hơn. Không biết là các anh có muốn bổ sung gì thêm cái phần đầu không? Hai chuyên gia, anh Phục, anh Tuấn. Không đánh giá gì về cơ bản thì tình hình kinh tế thì nó vẫn đang kiểu 50-50 giữa việc mà phục hồi và việc cái tăng trưởng trở lại. Thì về cơ bản thì chúng ta đều phải theo dõi tất cả các chỉ tiêu khác. Vì vậy thì trong cái số tuần trước ấy thì em cũng có nói câu chuyện rằng là bây giờ cái việc mà Fed sẵn sàng bơm tiền thanh khoản liên tục để mua vào ấy thì mình có thể tin tưởng được rằng là trong ngắn hạn ấy thì thị trường khó mà downside được, tức là nó khó mà xảy ra sự sụp đổ cho cái domino được, bởi vì Fed đã đánh chặn cái công việc này từ rất là sớm rồi. Thì cái việc mà thị trường mà gây ra một cú crash rất là mạnh ấy như năm 2008 ấy, 2007 2008 ấy thì khả năng là không có. Thì đứng trên quan điểm đấy thì em nghĩ rằng là mình có thể tiếp tục giữ cái tài sản này, cái tài sản rủi ro. Tuy vậy mức giá nào thì là chúng ta cần bàn tiếp, nhưng mà chúng ta không nên chỉ vì giảm một phiên mạnh này hoặc là ở nước ngoài cũng giảm ấy mà chúng ta sợ hãi về thoát khỏi thị trường. Đấy là quan điểm. Gần đây có một phát biểu rất là đáng lưu ý của Ray Dalio ấy. Sau những cái động thái về chính sách của Fed thì Ray Dalio có dự báo là dự là tình hình lạm phát nó sẽ tăng trở lại một lúc nào. Chúng ta biết rằng là trong cái bối cảnh mà cái khoảng cách giữa nền kinh tế với diễn biến của thị trường chứng khoán nó cứ ngày càng tách ra, đúng không? Đặc biệt là thị trường thế giới. Và với cái dòng tiền như vậy thì người ta lo ngại nhất là khi nào thì Central Bank sẽ phải dừng cái hoạt động đó. Thì đó chính là sợ về lạm phát. Thì với cái đánh giá của Rio như vậy thì không biết anh Tuấn với Phục có comment gì về cái phần đó thêm. Thì cái này em cũng đang làm một cái bài nghiên cứu thêm về chúng ta gửi nhìn Warren Buffett đi. Warren Buffett vừa rồi chúng ta nhìn thấy là mua 500 triệu đô vào cái công ty vàng Barrick Gold thì đúng không ạ, về khai thác vàng, và bỏ ra khoảng 6,3 tỷ đô mua 56 công ty của Nhật đấy. Thì những cái dấu hiệu đấy thì rõ ràng là ông đang bet cho một cửa nào đó về lạm phát trong tương lai. Thì cái đấy chúng ta sẽ có thể là bàn bạc trong buổi tiếp theo. Còn em thì cũng có nghiên cứu một chút về đợt này về cái việc cung tiền ấy, nhưng mà rõ ràng có thể thấy rằng là nó không dễ có thể gây ra cái siêu lạm phát như những cái thời gian trước nữa, mà bây giờ lạm phát nó còn phải phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nữa. Chính vì thế cái việc cung tiền này cũng gây lên lo ngại về lạm phát.
nhưng mà nó sẽ không thể lạm phát cao và mạnh như các đợt trước nữa, bởi vì còn dựa vào cả vòng quay tiền và rất nhiều các yếu tố khác nữa để có lạm phát. Đấy thì lo ngại vì có lạm phát là có, nhưng mà nó sẽ không phải là quá mạnh mẽ, và đặc biệt là lần này ở Việt Nam ấy, cái khủng hoảng lần này thì nó không phải là thiếu tiền như lần trước, mà lần này là dư thanh khoản, lãi suất thì rất thấp. Thế thì thành ra là về một cái mặt về lạm phát thì có thể là lo ngại một chút, nhưng về mặt ngược lại thì là với cái lãi suất thấp thì định giá của cái thị trường tài sản rủi ro như cổ phiếu thì nó lại được định giá cao hơn. Thì đây là nó có hai cái sự gọi là đối kháng nhau, và chính vì thế cho nên cái việc là thị trường chứng khoán có thể đổ vỡ hay sập mạnh là rất khó. Tuy nhiên cái việc tăng mạnh hay không thì còn phải dựa vào cái diễn biến của nền kinh tế tiếp theo. Đấy là diễn biến nền kinh tế. Thì Thanh theo dõi ngành ngân hàng thì có comment gì thêm về tình hình chung? Về tình hình chung thì em cũng theo dõi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Thì nếu mà nói về tình hình kinh tế vĩ mô chung thì em thấy là trong 6 tháng đầu năm thì Việt Nam mình thì GDP của mình là vẫn tăng trưởng mức dương. Với cái xuất khẩu của mình thì xuất khẩu Việt Nam thì là vẫn duy trì là tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái. Thì có cái vấn đề là cái CPI của Việt Nam mình trong 6 tháng đầu, trong 7 tháng thì cũng đã tăng lên mức là hơn mức 4%. Tuy nhiên thì cái nguyên nhân chủ yếu thì như bên em có đánh giá thì đấy là do chủ yếu là do cái sự tăng mạnh đến từ giá lợn. Giá thịt lợn thì bên em cũng có đưa ra cái nhận định kỳ vọng về cái việc giá thịt lợn từ bây giờ đến cuối năm nó sẽ có thể trở lại cái mức cân bằng hơn, và từ đấy thì có thể sẽ đưa được cái CPI về cái mức là sẽ rơi vào khoảng là hơn 3%. Và với cái mức CPI ở dưới hơn 3% thì vẫn còn khá nhiều room để cho chính phủ có thể là thực hiện các cái chính sách về nới lỏng cái chính sách tiền tệ tại Việt Nam. Đấy là về tình hình chung tại thị trường Việt Nam, thì bên em có nhận định như vậy. Em có bổ sung trao đổi một chút về cái thị trường chứng khoán ấy. Thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là S&P 500 và các cái chỉ số của Mỹ hay là VN Index cũng được rồi đã chứng kiến một sự tăng trưởng rất là mạnh. Thế thành ra ngay cái việc điều chỉnh trong vài phiên vừa rồi nó cũng là rất là bình thường thôi, chứ cũng chưa phải là cái gì đó là đổ vỡ hay gì như một số lo ngại như sáng nay có đọc báo chí rồi vân vân. Đó thì VN Index thì cuối tháng 7 sẽ đã về mức 780 điểm, và hôm thứ sáu vừa rồi đã lên mức 902 điểm đi vào, thì tức là đã tăng khoảng độ 15,5%. Thế do đó là kể cả việc nó có điều chỉnh khoảng độ 5% hay vài phần trăm thì cũng là một điều hết sức bình thường. Đó. Okay. Còn một điểm nữa ấy là khi mà mình bơm tiền ấy thì thông thường cái tài sản lỏng ấy nó sẽ được tăng giá trước, và lạm phát nó hay thụ độ của cung cầu. Thế nên nếu nói câu chuyện cung lạm phát bây giờ ấy thì nó sẽ là hơi quá sớm, mà nó sẽ phải cần một độ trễ sau đó. Vì bao giờ khi mà hàng hóa cơ bản phụ thuộc rất nhiều cung cầu, trong đó cái khi việc bơm tiền ra nó tác động ngay trực tiếp vào tài sản tài chính, tức tài sản lỏng trước. Và thông thường mình có thể tận hưởng cái việc tăng giá của tài sản lỏng chứ. Ok, rồi cảm ơn các chuyên gia. Tóm lại là các chuyên gia cho rằng là tình hình cũng không có vấn đề gì đến mức là chúng ta quá lo sợ về sự sụp đổ. Bây giờ chúng ta vào cái phần chính của ngày hôm nay, đó là về ý tưởng đầu tư của cổ phiếu ngành ngân hàng. Và bây giờ trước khi đi vào phần thảo luận chi tiết của các chuyên gia thì mình sẽ xin điểm qua một vài cái thông tin tổng quan. Đầu tiên là cái tầm quan trọng của ngành ngân hàng. Chúng ta lưu ý là ngành ngân hàng là dòng máu của nền kinh tế và các doanh nghiệp, do đó là có thể coi là ngành xương sống và hết sức thiết yếu tại Việt Nam. Hiện tại thì có 19 cổ phiếu ngân hàng niêm yết với vốn hóa là chiếm sấp xỉ khoảng 1/4 của toàn thị trường chứng khoán Việt Nam. Và đặc biệt là các tỷ phú lớn ở Việt Nam là đều có sở hữu hoặc là quan hệ mật thiết với ngân hàng. Đó là một số cái đặc điểm mà chúng ta lưu ý này. Thứ hai là trong điều kiện mà GDP mà có tăng trưởng thì ngành ngân hàng cũng sẽ có một cái nền tảng tốt để tăng trưởng, và tốc độ tăng trưởng của ngành ngân hàng thì thường là mạnh hơn so với GDP. Cụ thể là khoảng 2-2,5 lần. Và có thể coi chia làm giai đoạn lớn, bởi vì quay lại chương trình chúng ta vừa, mặc dù là đây là nói về thị trường niêm yết, nhưng mà cơ hội vừa là tư ngắn và trung hạn, nhưng đồng thời là chúng tôi cũng
hướng đến cái vấn đề tích sản dài hạn, do đó mà cái nhìn view của chương trình sẽ hướng đến dài hạn nhiều hơn. Thì có thể coi cái giai đoạn là 2010 đến 2020 có thể coi là giai đoạn sắp xếp và định hình của ngân hàng, đúng không? Thì cả chặng đường 10 năm tiếp theo, 2020 đến 2030 có thể coi là giai đoạn bùng nổ phát triển mạnh mẽ của ngành, đó là một cái đặc điểm mà chúng ta cần lưu ý ha. Ngoài ra khi mà phân tích về ngành ngân hàng thì thông thường những cái trụ cột rất quan trọng mà chúng ta cần nhìn, đầu tiên là cái chất lượng tài sản, vẫn là cái gốc cơ bản nhất. Rồi trên nền tảng đó chúng ta sẽ nhìn vào cái tiềm năng tăng trưởng của ngành, hiệu quả hoạt động, khả năng sinh lời và định giá, đó là những cái vấn đề chính. Ngoài ra thì trước đây mình đã từng nghiên cứu cái mô hình kinh doanh của WaferGo case của bên nước Mỹ ấy, thì mình thấy có một số cái đặc điểm mà khi mà nhìn vào để mà chúng ta xem nữa là chúng ta nhìn cái gì khi nhìn vào ngành ngân hàng. Thì cái kết quả ra là ngành ngân hàng có cái tốc độ tăng trưởng tốt, sinh lời hấp dẫn, vân vân, là cơ hội để chúng ta đầu tư. Và thông thường những cái ngân hàng tốt đó, nó cũng có đặc điểm là hay dẫn đầu thị phần với một số sản phẩm chủ lực. Đấy. Và nguồn thu được đa dạng hóa rất tốt. Nhưng mà để mà có được cái điều đó thì họ phải có xây được những cái nền tảng. Ví dụ như thông thường những ngân hàng có đặc điểm là hệ thống huy động tiền gửi rất lớn, chi phí thấp này, nguồn vốn thì rất mạnh, đội ngũ nhân sự phối hợp được liên kết văn hóa, hệ thống phân phối mạnh, bán hàng mạnh, và đặc biệt là nếu mà tính như bây giờ thì có thêm một yếu tố nữa là công nghệ, tận dụng công nghệ nữa. Đó. Thì trên cái nền tảng nó thêm một cái là kỷ lục quản trị rủi ro tốt và quản trị minh bạch hiệu quả thì nó sẽ cho được cái kết quả như chúng ta nhìn thấy. Rồi thế thì đối với hiện tại thì rủi ro đối với ngành ngân hàng Việt Nam có những vấn đề như nào? Thì hiện nay cái sự cạnh tranh từ những cái sản phẩm thay thế, ví dụ như là tiền điện tử này, tiền số này, đúng không? Hay là các công ty công nghệ tài chính đang có xu hướng phát triển rất mạnh. Chúng ta có nhìn vào những cái trường hợp của Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy cái xu hướng này như nào. Rồi có thêm các cổng thanh toán trực tuyến mà không thông qua ngân hàng này, đúng không? Tỷ lệ sử dụng đồng bảy các doanh nghiệp thì lại càng thấp, và đặc biệt là Covid-19 thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng. Thế còn 10 năm tới thì ta sẽ nhìn như nào trong giai đoạn hiện tại và 10 năm tới? Thì GDP dự kiến là tăng trưởng của Việt Nam trung bình khoảng 5-6% một năm, thì nó sẽ làm nền tảng cho tín dụng tăng trưởng độ khoảng quanh mốc khoảng độ 13-15% một năm. Thì tùy cái này, tùy chút nữa các chuyên gia có thể cho ý kiến thêm. Đặc biệt là anh Tuấn cũng có lưu ý về cái trường hợp là cái chỉ số tổng dư nợ trên GDP của Việt Nam ở mức rất là cao rồi, thì chúng ta sẽ bàn cái chuyện đó thêm. Ngoài ra là dự kiến là các mảng dịch vụ mới trong, tức là bên cạnh những cái mảng truyền thống như là phụ thuộc vào tín dụng, đúng không ạ, thì các ngân hàng sẽ mở ra những cái hướng mới, đặc biệt là tận dụng vào công nghệ. Như vậy là có thể nói là cái sự phát triển của ngành ngân hàng trong 10 năm tới sẽ không phải là cả lớn nút cả bé nữa, mà là cả nhanh sẽ nút cả chậm. Đó là một số đặc điểm. Ngoài ra thì cập nhật thêm một số cái số liệu mới trong 6 tháng đầu năm, thì xin mời anh Phục cập nhật thêm cho quý nhà đầu tư. Dạ vâng ạ. Thì tóm tắt lại tình hình hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2020 thì gồm có những cái nhân tố sau. Trước tiên là về lợi nhuận dòng thì tăng trưởng 12,6%, thấp hơn so với con số cùng kỳ 17% của cái năm 2019. Riêng quý 2 thì lợi nhuận tăng trưởng 22% so với cùng kỳ là khá tốt. Thứ hai là phân hóa đang diễn ra rất mạnh mẽ trong các cái khối ngân hàng. Thì khối ngân hàng tư nhân thì duy trì tăng trưởng rất tốt, như VP Bank thì tăng trưởng lợi nhuận tới 51,7%, HD Bank thì tăng 32,4%, VIB tăng 30%, TP Bank thì tăng 26%. Thì do chủ yếu là những ngân hàng này tập trung vào cái bán lẻ và gia tăng dịch vụ. Đó. Trong đó thì trong khi đó thì các cái ngân hàng có vốn chi phối của nhà nước thì chịu tác động lớn hơn, và họ khó có thể dịch chuyển một cách nhanh nhẹn hơn. Chính vì thế cho nên lợi nhuận của Vietcombank thì giảm 3%, BID giảm 6%. Có riêng cá nhân CTG, tức là Vietinbank thì tăng trưởng 39%, thì nhờ vào là cái nền thấp của những năm trước và xử lý nợ xấu quyết liệt ở năm 2018. Thứ ba nữa là về tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2020 thì chỉ đạt có 3,26% mà thôi. Thì kỳ vọng cả năm thì có thể chúng tôi cho rằng có thể đạt được khoảng 10-13% nhờ vào việc đẩy mạnh đầu tư công nửa cuối 2020, từ đó là cái cầu về tín dụng nó có thể tăng trưởng lên tốt hơn. Thứ tư nữa là nợ xấu ngân hàng thì tăng từ mức 1,4% cuối năm 2019 lên 1,6% trong 6 tháng đầu năm 2020, và chúng tôi cho rằng có thể tăng tiếp khoảng
lên khoảng 1,8-2% vào cuối năm 2020 do sự dịch chuyển của các nhóm nợ. Bởi vì như này, khi cái nợ của người ta ấy chưa trả được thì nó phải theo một cái thời hạn, ví dụ như 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Thì khi đó nó mới nhảy nhóm nợ từ cái nợ gọi là tốt sang nợ nghi ngờ vân vân, và cuối cùng đến nợ xấu và nợ mất vốn. Thì cái việc Covid diễn ra rất khó khăn trong cuối quý 1 và đầu quý 2. Thì dự kiến thì cuối năm, tức là khoảng quý 4, thì nợ xấu có thể lại gia tăng tiếp. Thì chúng tôi cho rằng là có thể tăng lên đến 1,8-2% toàn hệ thống. Tiếp theo là cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng thì tăng từ 90,7% năm 2019 lên 92,6% trong 6 tháng 2020. Điều này cũng cho thấy các ngân hàng cũng rất là chủ động trong cái việc trích lập dự phòng nợ xấu cao hơn. Đó, chứ không phải là họ giấu giếm nhiều những cái này ạ. Và chính cái tác động của Covid-19 đã ảnh hưởng tới ngân hàng là không nhỏ. Tuy vậy thì do sức khỏe của các cái ngân hàng hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với cái giai đoạn trước 2011-2013. Thì do đó là chúng tôi cho rằng là có ảnh hưởng nhưng mà nó sẽ đỡ hơn so với những cái giai đoạn trước đây ạ. Chị Thanh có thể cập nhật thêm cho các quý nhà đầu tư là tình hình hiện tại của ngân hàng Việt Nam như thế nào, cái dự báo của chị chờ từ đến cuối năm là sao? Vâng, về tình hình chung thì như anh đã có cập nhật là về mức tăng trưởng tín dụng 6 tháng thì đầu năm chỉ đạt mức thấp là chỉ đạt mức là khoảng 3,26%. Thì tuy nhiên thì nếu như mà so với cả cái mức cuối quý 1 thì cái mức tăng trưởng tín dụng thì nó chỉ rơi vào tầm là mức tăng trưởng tín dụng cuối quý 1 thì chỉ rơi vào mức là 1,31%. Thì trong cái quý 2 này thì cái tăng trưởng tín dụng của Việt Nam mình đã có sự cải thiện rất nhiều so với cả quý 1. Thì cái nguyên nhân ở đây thì theo như bên em đánh giá nó đến từ là hiệu quả từ cái việc đó là bên mình đã thực hiện rất tốt các cái chính sách về giãn cách xã hội cũng như là các cái nỗ lực của chính phủ để không làm để khi mà có cái làn tháng 7 và tháng 8 vừa rồi khi có làn sóng Covid lần thứ 2 thì chính phủ, những cái nỗ lực của chính phủ để làm sao cho không phải để gián đoạn cái hoạt động sản xuất kinh doanh của các cái doanh nghiệp thêm một lần nữa. Về nếu như mà nói về kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng thì bên em cũng kỳ vọng là trong năm nay thì có thể đạt được cái mức tăng trưởng tín dụng là vào khoảng 9%. Về cái mà giả định về những cái hay là về những cái base assumption cho cái giả định này thì nó nằm ở việc đấy là về mặc dù đó nằm ở cái việc đấy là về cái chính về cái việc là đầu tư công thì hiện tại là nhà nước mình cũng đã đẩy mạnh trong cái việc là giải ngân đầu tư công trong cái thời gian gần đây thì nếu so với cả cùng kỳ năm ngoái thì cái việc giải ngân đầu tư công đã tăng khoảng là 30% và hiện tại thì cái giải ngân về cái số lượng cái amount để giải ngân đầu tư công thì nó cũng đã đạt khoảng hơn 40% kế hoạch của chính phủ thì nhờ cái việc giải ngân đầu tư công này thì nó cũng sẽ góp phần là thúc đẩy là tạo ra thêm nhiều cái cơ hội việc làm mới và cũng như là góp phần tạo ra thúc đẩy cái cầu của tín dụng từ bây giờ cho tới cuối năm. Đấy là về phần tăng trưởng tín dụng. Về phần NIM, về phần lợi suất của các tỷ suất lợi nhuận của các ngân hàng với hai phần NIM thì bên em thì cũng có cùng ý kiến với cả anh Phục là về cái việc đấy là cái sự phân hóa nó diễn ra rất mạnh đối với giữa các cái nhóm ngân hàng quốc doanh và cái nhóm ngân hàng thương mại cổ phần. Thì các nhóm ngân hàng thương mại cổ phần thì họ có cái sự active hơn trong cái việc là sử dụng có thể là đẩy mạnh hơn về cái phần thu nhập từ các cái phần từ phí thu nhập ngoài lãi để giúp đấy vẫn đảm bảo cho cái việc là tăng trưởng lợi nhuận vẫn cao hơn so với cả cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên thì đối với cả nhóm ngân hàng quốc doanh thì họ vẫn thì cái tỷ lệ về cái thu nhập lãi thì vẫn chiếm tỷ trọng rất là cao trong cái phần là tổng thu nhập hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Nên là về cái trước cái việc đấy là về để hỗ trợ trước cái việc là cái chính sách của chính phủ là hỗ trợ các cái doanh nghiệp giảm lãi để hỗ trợ các cái doanh nghiệp trong cái thời kỳ khó khăn của Covid thì họ cũng các cái nhóm ngân hàng Bitcoin cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều, dẫn đến là cái lợi nhuận của các cái nhóm ngân hàng Bitcoin là có cái sự là sụt giảm so với cả cùng kỳ năm ngoái trừ ngân hàng công thương. Thì đấy là một vài cái cập nhật
của em so với nhau với những gì hiện tại. Anh Tuấn cập nhật tổng quan thì em xin cập nhật ở góc độ gọi là nhìn dài hơn một chút về cái bức tranh tổng quan ấy. Thì có một số điểm này, tức là cái tỷ lệ tín dụng trên GDP của mình đâu đó đang khoảng 136%. Đây là một mức khá là cao, nói chung là trên toàn thế giới nói chung chứ không phải chỉ so với ở Việt Nam đâu. Ví dụ năm 2015 thì tỷ lệ nó là khoảng 111. Thì cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng này nó tăng rất là mạnh cho đến hiện tại 136. Thì mình phải nhìn cái này, tức là khi mà tín dụng trên GDP ấy, thì cái mẫu nó luôn là tăng, bởi GDP luôn luôn tăng đúng không ạ? GDP danh nghĩa thì mỗi năm mình cứ tính đơn giản là tăng khoảng 6% cộng 4% lạm phát. Cộng 4% lạm phát, tức là đâu đó khoảng 10-11%. Thì như vậy rằng là nếu như mà tỷ lệ tín dụng trên GDP giữ nguyên thì tự nhiên ngành ngân hàng đã tăng trưởng được 11% một năm rồi. Tức là tăng trưởng tự nhiên ấy. Còn nếu như mà ngân hàng nào mà ở mức gọi là ở mức dưới cái ngưỡng LPR trung bình ấy, thì hoàn toàn là tăng vượt lên. Thì điều đấy có nghĩa là muốn nói là gì, tức là trong dài hạn ấy, thì câu chuyện mà tăng trưởng của ngành ngân hàng nó vẫn còn. Tuy vậy thì do mức 136% là mức khá là cao, thế vì vậy chúng ta có thể cho rằng trong khoảng theo quan điểm riêng của em ấy, là trong khoảng 10 năm tới thì cái tốc độ tăng trưởng nó phải giảm dần. Ví dụ đang là khoảng 11 thì nó phải giảm dần dần dần, bởi vì để cho tỷ lệ tín dụng GDP nó giảm dần theo thời gian, nó phải về khoảng 100% chẳng hạn, như các nước khác chẳng hạn, thì đó khoảng 80-100%, thì chúng ta phải giảm cái tín dụng đấy dần đi, có thể là năm nay khoảng 11-12 chẳng hạn, thì sang năm nữa sẽ có khi nó xuống khoảng 10-9-8, tức là mình sẽ chấp nhận cái mức mà giảm dần theo thời gian đó. Em xin nhân chủ đề này trao đổi thêm là lý do vì sao mà tín dụng trên GDP của mình lại cao như thế. Bởi vì thứ nhất đó là nền kinh tế của mình dựa vào tín dụng quá nhiều, không như các nền kinh tế khác, đúng không? Ví dụ ở Mỹ chẳng hạn thì dựa vào tín dụng vừa phải thôi, họ còn huy động vốn cổ phần với rất nhiều thứ khác nữa, tức là cái kênh đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp chứ không chỉ tín dụng. Thế thành ra cái tuy cái mức này nó là rất là cao, nhưng mà nó nếu tính kỹ ra thì nó cũng chưa hẳn là cao, do cái kênh này thì tăng trưởng Việt Nam phụ thuộc vào cái đó, không phải là do huy động vốn trực tiếp. Yếu tố thứ hai nữa là cái tín dụng trên GDP cao hay thấp nó dựa vào cái vòng quay của tiền rất là nhiều. Chính vì thế cho nên cái này nó có thể vẫn tiếp tục cao, có thể nhé, vẫn tiếp tục ở mức cao. Còn nếu mà cái kênh cổ phiếu, kênh dẫn vốn trực tiếp ấy, mà nó tăng trưởng rất là mạnh, rất là nhanh chẳng hạn, thì có thể nó sẽ làm giảm bớt ở cái kênh tín dụng ngân hàng. Đó, thì thế là em trao đổi thêm một chút về cái này. Có một cái số liệu ấy là ví dụ năm 2018 nhé, là 70% cái cung ứng vốn nền kinh tế đến từ ngành ngân hàng, 30% đến từ kênh dài hạn, tức là gồm có cổ phiếu này và trái phiếu doanh nghiệp. Thì nếu như mình nhìn tổng ở đấy, mình nhìn thấy rằng mình nói chung một con số chung của nước ngoài đó là tỷ lệ này là 50-50, tức là họ đi bằng hai chân, nhưng mình là một chân dài một chân ngắn, từ một chân là 70, một chân 30. Thế thì trong thời gian qua thì ví dụ như đến năm 2018 khi mà tỷ lệ credit trên GDP mình khá là cao, 130% ấy, thì cái kênh bắt đầu từ năm 2018 là cái tỷ lệ phát hành trái phiếu doanh nghiệp của mình tăng rất là mạnh. Ví dụ trái phiếu doanh nghiệp từ năm 2016-2017 đâu đó xấp xỉ 56% trên GDP. Nhưng mà năm 18-19 thì trái phiếu doanh nghiệp của mình nó phát hành tăng lên là từ 2018 là 9%, 2019 là 11%, tức là đang đẩy mạnh cái kênh phát hành từ trái phiếu doanh nghiệp. Và nếu như mình suy cái quy mô thị trường trái phiếu của toàn Việt Nam ấy trên GDP mà so với các nước khác như kiểu Hàn Quốc này, Malaysia này, Sing này, Trung Quốc này, Thái Lan này, thì Việt Nam mình đâu đó cái tỷ lệ tổng là 40% trên GDP, so với các nước khác có khi đến 100%. Nhưng mà 40% của mình bao gồm là cả từ trái phiếu từ chính phủ nữa. Đấy, từ đấy mình nhìn thấy rằng là nếu nhìn 10 năm tới thì quan điểm cá nhân em tin rằng là nó sẽ đẩy mạnh nhiều hơn về cái kênh bên dẫn vốn kia, tức là kênh dẫn vốn từ bên mảng dài hạn ấy, chứ không sẽ không thiên về mình mảng ngân hàng truyền thống. Thế là quan điểm trong dài hạn. Nếu mà như thế thì nó cũng sẽ hợp lý thôi. Sẽ hợp lý theo cái hướng là cái capital market của mình nó sẽ đa dạng hơn, nó sẽ cân bằng hơn, nó tránh phụ thuộc vào mỗi một hệ thống như vậy. Tuy nhiên thì nhìn lại thì đúng, trước đây mình cũng có đọc một cái báo cáo của một cái tổ chức nước ngoài quên mất tên rồi, thì nó cũng đưa ra các cái kịch bản tăng trưởng tín dụng của mình đấy.
khả năng so sánh luôn, nếu mình tiếp tục duy trì dạng từ 18% như những năm trước đây chẳng hạn, thì có thể là con số cái tỷ lệ tín dụng lên GDP mà hồi nãy Tuấn nói có thể reach cái mức cực kỳ cao, 250 ví dụ như vậy, thì lúc đó sẽ rất là nguy hiểm. Đúng không? Nhưng mà cái kịch bản của mình có lẽ là với cái xu hướng điều hành chính sách như ngày trung ương như này thì những ngày nhà nước mình thì nó sẽ thận trọng hơn, một mức vừa phải, nhưng mà khả năng là chắc vẫn sẽ ủng hộ ngành ngân hàng để mà tạo một cái xương sống vững chắc. Nếu mà chúng ta nhìn thấy là quan điểm rất là rõ ràng, lúc nào cũng support cho ngành khá là nhiều. Với lại thực ra mình cũng còn nhiều room nữa, ví dụ như là trên cái nền tảng room chung như thế nhưng mà ông lại chủ động điều phối vào những cái chỗ mà nó có profitability tốt hơn, rồi ông lại mở qua cái mảng về dịch vụ phí phía từ kia qua các loại, đúng không? Thì nếu mà tính tổng ra thì cái tỷ trọng đây này nó có một cái chỉ số nó thống kê của bên FinPro, họ thống kê là cái cơ cấu thu nhập ấy, lãi thuần từ tín dụng và các khác ấy. Thì chẳng hạn như WeFago nó chiếm phải một nửa luôn, phí và tín dụng, còn ở mình cũng mới vẫn còn ở mức 68-70%, vậy đó room còn khá là nhiều. Nhưng mà thực ra theo quan điểm em ấy thì nó, nếu như mà cái ngành ngân hàng và cái ngành capital market ấy, hay tức là ngành vốn ấy, hai cái đấy muốn tăng trưởng ngành vốn thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái quan điểm chính sách của chính phủ. Thì nếu như mà chính phủ mà đi theo con đường mở ấy, tức là chính sách mở, thì cái kênh vốn sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Ngược lại nếu đi theo chính sách đóng, tức là kiểu favor, tức là ưu tiên cho ngành ngân hàng ấy, thì ngành tín dụng 136% có thể chưa là gì, nó có thể lên 180. Nhưng mà nhìn những cái chính sách mà hiện tại, ví dụ như thí nghiệm, thử nghiệm mobile money rồi cho vay ngân hàng mà một số chính sách gần đây ấy, thì em còn cá nhân thôi tin là đi theo ok này. Thực ra vừa rồi thì chúng ta đưa ra một cái bức tranh tổng thể dài hạn, vì như mình đã nói rồi là đây là chương trình của khối quản lý tài sản, là chúng ta định hướng cái kênh đầu tư như nào. Thì có tầm nhìn dài một chút, nhưng mà dù sao đi nữa thì các quý nhà đầu tư mà đang quan tâm theo dõi vẫn rất là quan tâm xem trước mắt từ đây đến cuối năm nó sẽ như nào. Đúng không? Trước cái tình hình Covid nó khá là bất định như này và năm sau nó sẽ ra sao, thì hồi nãy trong cái phần chia sẻ của Phục ấy, thì Phục có đưa ra dự báo là tăng trưởng em vẫn để ở mức bao nhiêu nhỉ? 10-13%. 13%. Thế còn tăng trưởng lợi nhuận của ngành đúng không? Trung bình. Đây tín dụng ạ. Thế còn nếu mà tăng trưởng lợi nhuận thì tăng trưởng lợi nhuận thì theo em là năm nay có thể là tăng trưởng khoảng độ 10%. Cả năm vẫn tăng trưởng khoảng độ 8-10%. 8-10%. Còn trong cái dự báo của Thanh là cũng khoảng như thế. Khoảng như thế hả? Ở đây chúng ta cứ open ha, để chúng ta lắng nghe tất cả những ý kiến để mà mình debate cùng nhau thêm một chút. Thì gần đây có cái báo cáo của FinPro cũng rất là thú vị, thì mình cũng có tham khảo tư liệu ở đây đưa ra để các chuyên gia cùng thảo luận thôi. Thì trong báo cáo này người ta đưa ra cái dự báo lợi nhuận 2020 của các ngân hàng niêm yết dự kiến là tăng trưởng có 4.9% thôi. Thì trong này có đưa ra một số cái cơ sở ấy, các anh chị có thể tham khảo này, đúng không? Trái ngược với triển vọng lợi nhuận khối doanh nghiệp phi ngân hàng thì lợi nhuận sau thuế 2020 của 18-19 ngân hàng dự kiến tăng 4.9 thôi đã, so với 2019, đúng không? Kế hoạch này khá thận trọng so với 6 tháng đầu năm thì vẫn cao, đúng không? Nhưng mà 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng phải lưu ý là do cơ sở là trên cái base của hai quý của năm trước nó thấp, đúng không? Nhưng mà hai quý cuối thì lại tăng rất là nhanh, chúng ta lưu ý cái điều đó thêm ha. Đã, thì trong này báo cáo cũng có đưa ra là như tôi phân tích trong phim Pro Digest 3 này, là do cái này đạt được là do thay đổi trong chính sách thông tư 01, tức là chưa hoàn toàn cái đó vội, đúng không? Nhưng mà như Phục nói là nhìn quan sát diễn biến thì các ngân hàng có vẻ như họ vẫn sẽ trích lập, thì nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến cái lợi nhuận của ngân hàng trong năm nay hoàn trích lại. Ngoài ra thì cũng có một số cái điểm mà chúng ta lưu ý thêm này, là cải niêm thì xu hướng nó đang giảm ha, tăng trưởng cho vay với khách hàng cũng giảm, và đặc biệt là cái driver rất là lớn là cho vay cá nhân của các ngân hàng Việt Nam đã tăng rất mạnh trong những năm qua. Thì bây giờ theo thống kê là nó đang giảm dần cái tốc độ tăng trưởng cho nhóm cho vay cá nhân. Để nhìn như này, các anh chị có thể nhìn qua, bởi vì nếu mà mình nói con số chung nhưng mình không đưa ra những cái động lực chi tiết bên trong thì mình sẽ không thể nào mà thấy được cái bản chất của vấn đề nó sẽ nằm ở đâu. Rồi, thế thì
Ngoài ra ở đây Phục cũng có đưa thêm một cái bảng hạn mức đúng không? Phục có muốn nói thêm gì về phần này không? Vâng, thì vừa rồi thì các ngân hàng, có rất nhiều các ngân hàng đã xin được nới cái zoom tăng trưởng tín dụng. Thì ở đây cũng có nhiều ngân hàng được ngân hàng nhà nước cho phép tăng trưởng tín dụng. Ví dụ như là Techcombank chẳng hạn, được cho phép tăng trưởng từ như trước đây là 13 thì bây giờ có thể được phép từ 19 đến 23. Tương tự như thế thì VPBank cũng vậy, MB cũng được, VIB, TPBank và HDBank thì đều được nới mức tăng trưởng tín dụng từ 19 đến 23% đối mỗi ngân hàng. Trong khi đó thì những cái ngân hàng nhà nước thì về cơ bản là do cái hệ số K của nó thực sự là cũng chưa được, chỉ vừa đủ thôi, thậm chí có ngân hàng còn chưa đủ cơ. Thế do đó là họ không được phép nới tăng tín dụng. Thì đây chính là cái cơ hội tăng tốc cho những cái ngân hàng tư nhân ở cái nhóm thứ hai này để vươn lên. Thì vì sao mà lúc nãy thì em có dự báo rằng là cái tăng trưởng tín dụng từ giờ đến cuối năm là sẽ có khá cao? Bởi vì về cơ bản có thể cầu thực sự của thị trường về tín dụng nó không phải quá lớn như thế, nhưng do các ngân hàng này họ muốn giữ chỗ, giữ zoom của họ, thế thành ra họ sẽ cố gắng để tăng trưởng được mức tối đa để dành cho cái zoom cho các cái năm sau phát triển đó. Thì bởi vì một trong những cái yếu tố rất quan trọng của các ngân hàng đó là họ muốn bành trướng cái tài sản của mình cũng như là cái quy mô tín dụng của mình đó. Thì đây là một cái điều cũng khá đáng chú ý đối với những cái ngân hàng mà đang ở nhóm 2, không phải là nhóm ngân hàng nhà nước, nhóm quy mô thứ hai. Rồi ok, thế thì vừa rồi là cái update sơ bộ 6 tháng đầu năm cũng như là nhiều cái view của anh Tuấn để cho một cái tầm nhìn dài hơn một chút. Thì view của Phục với Thanh cho rằng là từ đến cuối năm thì tốc độ tăng trưởng chung ở cả năm thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 8-10% quanh cả đó thôi. Và dù là cái view như báo cáo của anh Phim rồi nó sẽ thấp hơn, đúng không? Đấy, thế thì bây giờ để mà chúng ta đi vào sâu hơn một chút các driver mà các quý nhà đầu tư sẽ phải nhìn kỹ vô ấy, đúng không? Và đây chỉ là cập nhật chung và cái tầm nhìn dài thôi, nhưng để các nhà đầu tư có thể có một cái cơ sở để mà ok, nếu mà những cái phiên tới mà panel này không nói về ngành ngân hàng thì anh chị có thể theo dõi cái gì được, đúng không? Thì những cái điều quan trọng nhất khi mà đánh giá ngành ngân hàng này thì cái quy mô là yếu tố rất là quan trọng. Trước hết chúng ta phải nhìn tổng tài sản, đúng không? Tổng huy động này, tổng cho vay, số lượng chi nhánh, số lượng khách hàng như nào. Nhưng mà gần đây thì có thêm một cái nữa là khi mà các ngân hàng nào mà phát triển mạnh về công nghệ thì có thể là cái yếu tố như chi nhánh hay là này kia vân, có thể nó sẽ đỡ bớt một chút, cái tầm quan trọng nó sẽ đỡ hơn. Ngoài ra cái yếu tố quan trọng khi mà nhìn vào ngân hàng đó là cái chất lượng tài sản, trong đó có cái chỉ số an toàn vốn như hệ số K này, đồng bảy tài chính như này, đúng không? Rồi ngoài ra là chúng ta cần xem rất là quan trọng vào chất lượng tài sản, cụ thể là những cái chỉ tiêu cần nhìn, ví dụ như là xem thử ở tỷ lệ nhóm 2 nó như nào, tỷ lệ nợ xấu, tức là tỷ lệ từ nhóm 3 đến nhóm 4 và nhóm 5, nhắc lại là cái tỷ lệ nhóm nợ là được chia là từ 1 đến 5, đúng không? Thì trong đó là chỉ có dư nợ của nhóm 1 thì mới được là ghi lãi dự thu thôi, còn lại tất cả kia thì đều sẽ không được ghi mà sẽ theo dõi riêng, đúng không? Rồi ngoài ra cũng xem thử là trái phiếu VNC có còn không, đúng không? Tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tức là dự phòng rủi ro cho vay khách hàng trên nợ xấu ở mức như thế nào. Ngoài ra còn phải nhìn thêm tức là tỷ lệ lãi và phí phải thu trên tổng doanh thu, đúng không ạ? Lãi và phí phải thu, chúng ta sẽ xem các cái chỉ tiêu này ha. Ngoài ra còn nhìn thêm chỉ số thanh khoản nữa nè, đúng không ạ? Như là chỉ số LDR, đúng không? Thì mình nhìn qua tổng cho các anh chị nhìn xem một chút. Ngoài ra thì cũng đánh giá thêm khả năng sinh lời, ví dụ như là NIM hay là ROAOE, và xem thử là cái hiệu quả trong quản lý như là chi phí và CIA như nào, và để mình điểm nhanh để các anh chị có thể lưu ý thêm. Ngoài ra thì phân tích cái động lực tăng trưởng thì chúng ta nhìn vào tăng trưởng tín dụng cho vay khách hàng này, tăng trưởng tổng tài sản này, tăng trưởng huy động, tăng trưởng thu nhập lãi thuần, tăng trưởng dịch vụ và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra thì có một cái yếu tố nữa chúng ta phải nhìn, vì chúng ta phân tích là để đầu tư cổ phiếu mà, đúng không? Thì coi thử là cái định giá như B hay là B trên B, và đặc biệt là cái chỉ số định giá này chỉ có ý nghĩa khi mà chất lượng tài sản tốt thôi. Đó là mình nhắc lại một chút để cho các anh chị lưu ý thêm. Ngoài ra thì còn có các chỉ số định tính như là thương hiệu này, quản trị ngân hàng, hệ thống mạng lưới, chất lượng tập khách hàng, ứng dụng công nghệ, vân vân. Đó là mình điểm qua để các anh chị theo dõi thêm. Thế thì các chuyên gia có thể giải thích thêm cái cơ sở kỹ hơn một chút đi, để mà trên cái cơ sở chung như vậy thì chúng ta nhìn trong hệ thống các ngân hàng của Việt Nam như là 19 ngân hàng hiện tại, thì dựa trên các cái tiêu chí đánh giá như này thì trong ngắn từ đây đến cuối năm, nhìn về năm sau và trong một cái tầm nhìn
từ 3 năm năm. Thì cụ thể là các anh chị sẽ nhìn các nhóm ngân hàng niêm yết hiện tại như nào? Thì chắc là mời Thanh đi ha. Nếu mà nhìn trong cái tầm nhìn dài hơn khoảng 3 đến 5 năm ấy, thì trước tiên thì em nói trước là về cái nhận định về phần gọi là NIM, về NIM ở bên em. Thì mặc dù là hiện tại thì NIM vẫn đang cho thấy là đang có cái xu hướng giảm từ đầu năm cho đến bây giờ, và vẫn có thể là sẽ vẫn duy trì cái xu hướng giảm này cho đến cuối năm. Tuy nhiên thì theo như bên em nhận định thì cái xu hướng giảm này nó sẽ chỉ ở trong ngắn hạn, và có thể là nó sang đến năm sau thì có thể là cái xu hướng này là NIM sẽ có xu hướng tăng trở lại. Về cái nguyên nhân lý do thì đến từ những cái chính sách, các cái chính sách ủng hộ cho việc phát triển của đến từ nhà nước. Ví dụ như là cái việc từ đầu năm đến giờ thì chính phủ cũng đã hạ cái lãi suất về tái chiết khấu và cái lãi suất tái cấp vốn khoảng là từ 0,5 cho đến 1%, cùng với là việc là giảm cái mức trần về cái lãi suất tiền gửi ở trong ngắn hạn trong khoảng từ 0,3 cho đến 0,5%. Thì những cái ngoài ra thì chính phủ cũng mới đưa ra về cái việc là giãn cái lộ trình thực hiện tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Thì những cái chính sách đấy thì cũng đã góp phần làm giảm cái tác động lên cái chi phí vốn và thanh khoản, chi phí vốn này, chi phí dự phòng và thanh khoản ngân hàng. Thì những cái yếu tố này thì bên em kỳ vọng là có thể sẽ in effect được vào trong khoảng năm sau, dẫn đến là làm giảm cái chi phí vốn của ngân hàng và là tăng NIM. Thì với những cái yếu tố như thế thì bên em tin rằng là với những ngân hàng nào, nếu mà trong dài hạn thì những ngân hàng nào mà có cái lợi thế mạnh về cái chi phí vốn thì có thể sẽ càng được hưởng lợi hơn nữa. Ví dụ là những cái ngân hàng mà có cái tỷ lệ CASA cao, MB thì có thể là trong dài hạn thì và chất lượng cộng với cả chất lượng tài sản tốt thì trong dài hạn thì có thể là những ngân hàng sẽ được hưởng có thể là sẽ bật mạnh hơn so với các ngân hàng khác. Ngoài ra thì nếu như mà đấy là về trong dài hạn, còn trong ngắn hạn thì bên em kỳ vọng là những cái ngân hàng nào mà có cái xu hướng có thể là sẽ thiên những ngân hàng trong có thể là thiên về bán lẻ và những cái tỷ lệ thanh khoản cao, ví dụ như là LDR, cái tỷ lệ LDR thì những ngân hàng đấy thì cũng có nhiều room để có thể phát triển, để có thể tăng trưởng NIM trong năm tới, hay là cũng được như là được là được bệ, hay là cũng như còn cái room cho tăng trưởng tín dụng cao thì cũng sẽ những cái ngân hàng như vậy thì cũng sẽ ít chịu tác động của suy giảm NIM hơn, dẫn đến là đây cũng sẽ là một cái cơ hội đầu tư có thể là trong ngắn hạn. Thì mọi người có thể là ví dụ thì các nhà đầu tư có thể xem xét những cái cổ phiếu ví dụ như là VIB thì đây là một thì cũng là một cái cơ hội để cho mọi nhà đầu tư có thể xem xét. Ok, cái phần về ngân hàng là cụ thể thì một chút nữa ngay sau chúng ta sẽ đi vào sâu hơn, đúng không? Bây giờ mình đang nói như tổng quan trong nhóm các ngân hàng, các động lực sẽ như thế nào. Thì vừa rồi là Thanh nói về NIM, bạn ấy cho rằng là có thể là nhìn cái đồ thị hồi nãy thống kê xu hướng đang giảm, nhưng mà bạn ấy Thanh cho rằng là chỉ tác động trong ngắn hạn thôi, còn năm sau sẽ khôi phục thì dựa trên những cái cơ sở như là vừa mới đưa ra. Thì không biết là bình luận thêm cái phần này thì Thanh Phục và Tuấn có thể bình luận như nào thêm. Vâng, về nếu mà về nhìn tham thì về nhìn xu hướng ngắn hạn chẳng hạn, thì những cái ngân hàng mà có quản trị rủi ro chặt ấy, thận trọng ấy, thì trong cái thời điểm này và năm sau thì sẽ có được lợi hơn. Thế do cái thời điểm này là thời điểm rất khó khăn, thì những ông nào mà quản trị rủi ro tốt thì cái nợ xấu thì họ sẽ giảm thiểu được tốt nhất. Tương tự, tuy nhiên về trong dài hạn thì em đánh giá nhiều hơn về những cái ngân hàng mà có những cái ứng dụng công nghệ mạnh và đi tiên phong trong các cái sản phẩm mới để nâng cao được cái thu nhập trong cái lãi dịch vụ. Thì đấy là trong dài hạn thì chúng ta sẽ nhìn những cái ngân hàng ấy nhiều hơn. Còn trong ngắn hạn thì có thể tập trung vào những cái ngân hàng mà quản trị rủi ro tốt, nợ xấu thấp. Anh Tuấn có bình luận gì thêm? Có một câu chuyện này khá là thú vị này. Ví dụ cái đợt mà năm 2010-2011 ấy, khi mà một loạt ngân hàng đang nằm trong cái vòng quay nợ xấu ấy, thì một ngân hàng tư nhân thì các anh mới họp
vào với nhau thì lúc đấy chất lượng tài sản ngân hàng thì khá là tốt. Thế thì mới đề xuất rằng là năm sau tăng trưởng ra lợi nhuận 20%. Thì anh tổng giám đốc hay là anh chủ tịch anh mới đến anh bảo rằng là các anh đặt kế hoạch này mà anh đặt à? Bây giờ tất cả ngân hàng khác đều đang yếu hết rồi. Thì bây giờ lúc chúng ta phải bung mạnh lên thì chúng ta mới thành công được. Một thời gian sau đúng là ngân hàng ấy nó thành ngân hàng tốt thật. Anyway thì ở đây chúng ta không nói ngân hàng đấy ngân hàng gì, nhưng đấy là câu chuyện mà khi chúng ta thận trọng, nhưng thận trọng cái giai đoạn trước thì lúc đấy nó sẽ có cái cơ hội cho tại thời điểm này chúng ta phải mạnh bạo hơn một chút. Thì đấy, trong trường hợp như thế thì về ngắn hạn thì em cho rằng là chúng ta nên ưu tiên các công ty, các ngân hàng ấy mà có cái base khá là tốt, tức là cái chất lượng tài sản cực kỳ tốt. Đó, và thứ hai đương nhiên là nó có khả năng tiềm năng tăng trưởng ở mức đơn giản thôi, tức là tăng trưởng mức độ LDR nó vẫn ở mức thấp chẳng hạn. Thì LDR thấp thì tự nhiên họ chỉ cần tăng LDR lên một chút thôi là họ sẽ tăng được NIM. Thì đấy là một điểm mà trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong dài hạn hơn thì chúng ta cần phải nhìn đến có hai là đòn bẩy, một là đòn bẩy tài chính, hai là đòn bẩy về công nghệ. Thì cái công ty, cái ngân hàng mà có đòn bẩy tài chính thấp này thì nó tức là K cao. Bởi vì K với cả đòn bẩy tài chính nó là hai biến ngược nhau. Thì K cao thì đòn bẩy tài chính thường sẽ thấp, thường nó sẽ thấp. Thế thì nếu như ngân hàng nào có đòn bẩy tài chính thấp này cộng thêm cái đòn bẩy công nghệ của họ ấy, tức là họ phát triển nhiều về hạ tầng ấy, thì tương lai cái sau giai đoạn này ấy, thì họ sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Thì đấy, quan điểm của em là như thế, tức là trong ngắn hạn thì tập trung vào ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và có câu chuyện. Trong dài hạn hơn thì cần phải nhìn ngân hàng nào có đòn bẩy tài chính thấp và cái đòn bẩy công nghệ cao. Ok, cái view cũng khá là sharp đúng không ạ, khá là rõ nét. Tức là như đã nói rồi thì cái ngân hàng bao giờ chất lượng tài sản cũng quan trọng, nhưng mà trong cái bối cảnh mà nó đang có nhiều cái mây mù như này, đúng không ạ, thì mình lại phải càng xem thử là ông nào vốn quản trị rất tốt thì ông sẽ còn room, ông chống chọi tốt hơn, đúng không ạ. Nhìn dài hạn hơn thì như Tuấn đã đưa ra thêm cái yếu tố về đồng bẩy tài chính cũng như là công nghệ thì nó sẽ có điều kiện trong trường hợp như này. Anh Phục có bổ sung gì thêm nữa không? Ok, thế thì chúng ta sẽ sang cái phần liên quan đến các ngân hàng cụ thể ha. Đây là cái bảng mà các chuyên gia chấm theo các cái tiêu chí mà vừa rồi chúng ta vừa lưu ý ấy, xếp hạng 10 ngân hàng nha, về quy mô này nha, đúng không? Về quy mô thì các ngân hàng quốc doanh bao giờ cũng là nằm trong top rồi. Ngoài ra thì có các ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh nhưng mà cũng nằm trong top về quy mô, ví dụ như MB hay là Techcom, ACB, MVB trong top số 2. Về chất lượng tài sản thì Vietcombank là đứng số 1 rồi. Vietcombank và ACB là trong top đầu, đúng không? Tiếp theo là MB và VIB. Ngoài ra thì những cái ngân hàng khác thì ở phía dưới ha, đặc biệt là những nhóm mà thấp như là VPBank và HDBank này thì các quý khách hàng có thể tham khảo. Về khả năng thanh khoản thì Vietcombank là số 1. Tiếp theo là có nhóm số 2 là có Techcom và ACB và MBB. Rồi, ngoài ra là cái nhóm bên dưới. An toàn vốn thì Vietcombank Techcom là số 1 nha. Tiếp theo là có ACB và VPBank. Ngoài ra là có Vietcombank là bên dưới. MB nữa, MB cũng ở mức khá tốt về an toàn vốn. Về CASA và giá vốn huy động thì MB với Techcom là giữ vị trí số 1 về CASA. Vietcom là vị trí số 2 trong nhóm số 2, 9 điểm. Ok, ngoài ra thì các ACB và nhóm dưới. Về giá vốn thì Vietcombank là số 1, tiếp theo là Techcom và thứ 3 là MB. Tại vì chi đi qua từ hoạt động dịch vụ thì Techcom là số 1 đến VPBank và Vietcombank. Ứng dụng công nghệ thì Techcom cũng trong nhóm dẫn đầu rồi đến tiên phong. Hiệu quả sinh lời thì VPBank là số 1, tiên phong này kia vân vân. Đó là do khẩu vị rủi ro, tổng hiệu quả sinh lời nó sẽ liên quan khẩu vị rủi ro khá nhiều. Tiếp theo là Vietcombank, MBB và Techcom, ACB nữa, cũng là trong nhóm này. Định giá, về định giá thì hiện tại là độ hấp dẫn thì là MB là số 1, đúng không ạ, Techcom là số 2, rồi đến nhóm thứ 3 là có Công Thương và VPBank. Vietcom thì về cái sự hấp dẫn định giá thì rất thấp, bởi vì Vietcom đang có mức định giá rất cao rồi này, đúng không ạ. Rồi, ok, như vậy là tổng hợp lại này thì xếp hạng này chỉ mang tính tham khảo thôi nhé. Dựa vào ý kiến của một số chuyên gia trong panel của chúng ta hôm nay,
thì tùy vào khẩu vị rủi ro nhà đầu tư có thể lựa chọn. Ví dụ nếu mà đầu ngành thì là có Vietcom, công nghệ và dịch vụ tiên phong thì là Techcom, định giá hấp dẫn thì là MB, rủi ro cao nhưng tùy vào lợi nhuận cao thì VIBank. Ai mà thích khẩu vị rủi ro cao, ai mà thích rủi ro khẩu vị rủi ro thấp hơn nhưng chất lượng tài sản tốt nhất thì là ACB. Còn ngân hàng mà nhóm nhỏ và năng động thì có Tiên Phong và VIB. Ngân hàng mà có quy mô lớn nhất Việt Nam là BIDV. Ngân hàng nhà nước có vốn chi phối định giá thấp nhất thì là CTG. Đó, tổng hợp là xung quanh như vậy. Thế thì không biết là các chuyên gia có ý kiến gì thêm trong nhóm này không? Thanh đi, Thanh có bình luận gì về cái view chung trong nhóm các ngân hàng và các chuyên gia đưa ra cái xếp hạng như này không? Thì đây là một cái yếu tố của tổng hợp rất là nhiều các cái đánh giá. Chứ trong việc đầu tư ấy, thì nhiều khi là chúng ta nhìn theo xét trên một khía cạnh nào đó, ưu tiên trong một thời gian nào đó, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái yếu tố ưu tiên đó và có thể xếp hạng cao hơn. Chứ đây không phải là một cái mà xếp hạng fix chung cho tất cả mọi người. Tóm lại ở thời điểm này đầu tư trong ngắn và trung hạn, trước đây, bởi vì khá là nhiều nhà đầu tư đang quan tâm trước mắt như thế, thì hoặc là dài hạn hơn cũng được, tùy thôi. Thì anh Phục, top 3 của anh Phục là gì? Thì anh Phục có thể chia sẻ cái view trước, sau đó có thể Thanh sẽ bổ sung và Tuấn sẽ bổ sung thêm. Dạ vâng, thì sau đây thì em cũng xin phép chia sẻ về 3 ngân hàng thương mại cổ phần. Thì đầu tiên là về ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, thì đây là một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Thì MB cũng là một trong 4 ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu hiện nay. Tuy quy mô tài sản thì có thể kém Sacombank, nhưng về mọi mặt các thứ thì trong ấy 4 cái ngân hàng Techcombank, MB, ACB và Sacombank thì MB được đánh giá rất cao. Còn Sacombank thì nợ xấu rất nhiều thì chỉ không xếp hạng ở đây ạ. Đó. Tiếp theo là đây là ngân hàng có nền tảng tài chính rất mạnh, gồm các cổ đông lớn rất là uy tín, như là về bên Bộ Quốc phòng hay là Viettel hay SCIC, rồi cổng tổng công ty trực thăng, vân vân. Thì đây cũng chính là những cái đối tượng khách hàng rất lớn, giúp cho MB phát triển rất ổn định và mạnh. Ví dụ cái CASA của MB rất lớn chẳng hạn, thì cũng có một cái phần hỗ trợ từ các cái tổng công ty lớn này. Đúng không? Rồi tiếp theo thì đây là ngân hàng có tỷ lệ huy động vốn không kỳ hạn đứng xấp xỉ về Techcombank, tức là hai ông này đứng vị trí số 1 đấy, với cái CASA khoảng 32%. Về giá vốn huy động thì của MB là có 3.51%, đứng thứ 3 toàn hệ thống, tức là thấp hơn so với mức trung bình của toàn ngành là 4.5%, tức là thấp hơn những hơn 1% cả. Rất là lớn, rất tốt ạ. Và đây là một trong 3 ngân hàng có chất lượng tài sản tốt nhất ở Việt Nam hiện nay, bao gồm đó là Vietcombank, ACB và MBB, với tỷ lệ nợ xấu là dưới 1.37%. Đó. Và một điều rất là đáng chú ý đối với MB đó là ngân hàng này có cái hệ sinh thái khép kín và rất hiệu quả, với rất là đầy đủ các cái công ty về các cái lĩnh vực. Đầu tiên là về ngân hàng mẹ này, thì là bao quát nhất, có tập khách hàng hơn 3.5 triệu khách hàng. Tiếp theo là có các cái công ty bảo hiểm thì để bán chéo sản phẩm, thu lại cái phí dịch vụ rất cao cho MB. Rồi là về lĩnh vực chứng khoán thì cũng có cái công ty chứng khoán MB, thì công ty này có thể giúp cho MB phát triển mạnh cái mảng trái phiếu sau này. Đó, do cái công ty chứng khoán MB cũng có năng lực về IB rất là tốt. Rồi tiếp theo là MB cũng có cái công ty tín dụng tiêu dùng. Cái điểm hay ở cái công ty tín dụng tiêu dùng của MB ở chỗ là lúc này kinh tế rất khó khăn, tín dụng tiêu dùng thì rõ ràng rủi ro rất cao, thì MB lại vừa mới phát triển thôi, thế thành ra là không bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó là khi kinh tế trở lại, mọi thứ tốt trở lại, thì cái công ty này sẽ tăng trưởng sẽ rất là mạnh mẽ và rất tốt. Đó, chứ nó không phải là cái công ty này đã phát triển mạnh rồi thì chính lúc này là lúc ảnh hưởng rất mạnh, đúng không ạ? Đó, thì cơ cấu cổ đông của MB như tôi vừa trình bày rất vững mạnh, và nhà đầu tư nước ngoài thì họ luôn giữ cái tỷ lệ cao nhất, và cổ phiếu MB thì cũng được săn đón với cái tỷ lệ mua, tức là tỷ lệ giá mua cao vượt trội so với giá thị trường. Thì cá biệt là đầu năm nay MB đã phát hành riêng lẻ cho đối tác với giá 28.000 đồng cơ. Thì bây giờ giá của cao hơn giá bây giờ khoảng 10.000 đồng cơ, cao hơn khoảng 70%. Tiếp theo thì một điểm rất đáng chú ý thì MB vẫn như mọi người trao đổi, đó là có định giá rất hấp dẫn. Thì với PB lịch sử của MB hiện nay là khoảng 0.99 lần,
thì nó tương đương với mức thấp nhất trong cái giai đoạn từ 2012 đến nay, đó là vào tương đương với giai đoạn 2016-17, một mức rất thấp. Còn so với mức kỷ lục thì khoảng 2,5 lần thì nó rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Thì chúng ta thử tưởng tượng là đây là giá mua thấp hơn so với giá mà chúng ta phải bỏ ra để đầu tư kinh doanh chẳng hạn. Rồi về PE lịch sử của MB cũng cho thấy điều đó. Với cái PE lịch sử đâu đó hiện nay thì khoảng độ 5.23 lần, rất là hấp dẫn. Thì cái định giá là cái điểm cũng rất mạnh đối với cái ngân hàng MB này. Đó. Thì tiếp theo là về cái rủi ro và điểm yếu của MB. Thì đầu tiên là cái rủi ro chung, đó là Covid-19 thì diễn ra phức tạp thì có thể làm tăng nợ xấu của hệ thống ngân hàng nói riêng và MB nói chung, làm giảm theo cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Và tiếp theo là MB là một ngân hàng thực sự là nếu quý vị nhà đầu tư, những nhà đầu tư cổ phiếu ngắn hạn chẳng hạn, thường thích những cái công ty hay những ngân hàng có một cái điểm gì đó rất là mạnh chẳng hạn, thì thực sự MB thì chưa có cái điểm nào là nhất cả. Đấy, tuy nhiên là nếu mà cho nằm top thì MB lại nằm top ở tất cả các cái mặt. Đấy, tức là toàn đều. Học sinh giỏi toàn diện đấy. Không có cái gì số 1 đâu, nhưng mà giỏi đều đấy. Giỏi đều. Thế thành ra ai mà thích những cái câu chuyện sexy thì nó phải có một cái gì đó nó nổi trội, nổi trội hơn hẳn đấy. Thì MB thì lại chưa có. Nhưng mà trong kinh doanh nó có một cái chiến lược gọi là the best second đấy. Đúng không ạ? Đó cũng là điều mà chúng ta lưu ý. Thế thành ra đây nói là điểm yếu cũng đúng, đấy là đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, đúng không ạ? Thì ngân hàng này khó vay mạnh, nhưng tuy nhiên đối với những nhà đầu tư dài hạn thì đây lại là một điểm mạnh rất tốt. Tiếp theo về cái ngân hàng thứ hai mà tôi muốn trao đổi đây, đó là ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam. Thì thực sự văn hóa doanh nghiệp thì công ty nào cũng vẽ ra một cái mô hình văn hóa doanh nghiệp rất là hay, rất thú vị, nhưng mà để thực thi cái văn hóa đó vào trong cái đời sống của doanh nghiệp, trong cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì ở Việt Nam không có nhiều doanh nghiệp làm được. Thì Techcombank là một trong số ít các cái doanh nghiệp mà có cái văn hóa mà nó dẫn dắt sự phát triển thực sự như vậy. Đó. Tiếp theo là về lợi thế cạnh tranh của Techcombank có thể nói là rất mạnh, đặc biệt là trong tương lai. Thì với cái hai cái trục chính, đầu tiên là chi phí thấp, chi phí là vốn thấp đấy. Thì gồm hai yếu tố, đầu tiên là CASA của Techcombank. Thì nếu như cách đây 4-5 năm thì Techcombank đứng ngoài top 5 cơ, nhưng hiện nay Techcombank đã có CASA cao nhất Việt Nam rồi, tỷ lệ cao nhất rồi. Thứ hai nữa là Techcombank ứng dụng và công nghệ vào hoạt động rất tốt. Bởi vậy cho nên với cái nhân sự của họ chỉ 11.000 người năm 2019, nhưng mà lợi nhuận trước thuế của họ đã lên đến khoảng gần 13.000 tỷ, hơn 12.830 tỷ đó. Thì như vậy có thể thấy lợi nhuận trên mỗi nhân viên của Techcombank bây giờ cùng với Techcombank là hai ngân hàng cao nhất hệ thống. Trong khi các cái ngân hàng khác có khi nhân sự lên đến 17-18.000 người thì lợi nhuận chỉ 5-7.000 tỷ mà thôi. Đó, thì cái chi phí rất thấp thì Techcombank làm được điều này. Về cái lợi thế thứ hai cũng tương tự như MB, đó là Techcombank có cái hệ thống mạng lưới hệ sinh thái rất tốt của họ, bao gồm hệ sinh thái của Techcombank này nếu như nhiều ngân hàng khác cũng có, nhưng mà riêng Techcombank thì rất xuất sắc. Họ phát huy được cái lợi thế gọi là kết hợp lẫn nhau tuyệt vời. Đó, và họ cũng là một người đi tiên phong trong các cái lĩnh vực mới. Thì cụ thể ở đây là về CASA thì rất là tốt đấy, đúng không ạ? Chi phí giá vốn thì thấp thứ hai Việt Nam chỉ sau Vietcombank, đúng không ạ? Và vẫn tiếp tục đang tăng trưởng CASA. Về hệ sinh thái thì gồm có ngân hàng mẹ Techcombank với hơn 3 triệu khách hàng, và tập khách hàng của Techcombank là một điểm chắc là mạnh nhất Việt Nam hiện nay. Đó là tập khách hàng trẻ có thu nhập cao, và họ chính là có thể trở thành đối tượng thượng lưu trong tương lai, sử dụng rất nhiều các cái dịch vụ giá trị gia tăng trong tương lai. Thứ hai là Techcombank chứng khoán, công ty chứng khoán Techcombank cũng là hiện nay đã vươn lên công ty chứng khoán số 1 về kết quả kinh doanh rồi. Tức là 6 tháng đầu năm 2020 lợi nhuận của nó đã gấp đôi công ty chứng khoán Sài Gòn rồi. Đúng không? Và thứ ba là Techcombank Capital, thì đây là công ty quản lý quỹ có NAV, tức là giá trị tài sản họ quản lý ấy, là cao nhất Việt Nam, chiếm tới hơn 53% toàn thị trường. Và riêng cái quỹ trái phiếu của Techcombank thì chiếm tới 93% toàn bộ thị trường quản lý quỹ trái phiếu ở Việt Nam. Thì chính vì thế cho nên cái hệ sinh thái này họ thực sự là phát triển một cách bền vững và hỗ trợ lẫn nhau rất mạnh mẽ. Thì Techcombank là một ngân hàng gọi là đi tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực. Như ngày trước thì có tiên phong về bảo hiểm chẳng hạn, thì cũng thu được kết quả rất tốt. Thì 2-3 năm trở lại đây thì đi tiên phong về trái phiếu, rồi là ứng dụng công nghệ.
Thì ngân hàng này là ngân hàng duy nhất dám đầu tư đến mấy trăm triệu đô để phát triển công nghệ vậy. Và họ đang thúc đẩy rất mạnh trong cái thời điểm hiện nay, thì theo tôi nghiên cứu. Đó, về định giá thì định giá Techcombank cũng tương đối hấp dẫn, với cái PB khoảng độ 1.16 lần, 1.13 lần thì hôm nay so với giá hôm nay thì chỉ còn 1.1 lần thôi, thì là một mức định giá rất hấp dẫn đối với một cái ngân hàng có vị thế như vậy. Thì với mức định giá này thì chỉ cao hơn so với MB mà thôi, còn thấp hơn tất cả 8 ngân hàng còn lại. Đó. Đó. Và rủi ro của Techcombank là gì? Thì đầu tiên đó là cơ cấu cho vay của Techcombank đa phần tập trung khá nhiều cho lĩnh vực bất động sản, thì có thể là một cái rủi ro nếu thị trường bất động sản mà sắp tới mà suy yếu hoặc thanh khoản kém. Thứ hai là khoản lãi và phí phải thu của Techcombank khá cao so với doanh thu từ lãi và phí của họ. Thì chúng tôi tính toán thì thấy rằng cái lãi và phí phải thu này khá cao. Thì có một phần giải thích rằng đó là do Techcombank cho vay người ta mua nhà và ân hạn vài năm, rồi đến khi giao nhà thì lúc ý mới bắt đầu tính lãi. Thì đấy cũng là một lý giải. Tuy nhiên thì để mà chặt chẽ hơn thì chúng tôi hiện nay vẫn còn đang tiếp tục gọi là tìm hiểu thêm. Thứ ba là rủi ro có thể đến từ chất lượng trái phiếu, do cái thị trường trái phiếu hiện nay phát triển về cơ bản là cái khung pháp lý rồi rủi ro là chưa được thực sự là an tâm hoàn toàn. Đó. Trong khi Techcombank thì lại phát triển rất là mạnh cái lĩnh vực này, thì đây cũng là những cái rủi ro mà chúng ta cần phải lưu ý. Tiếp theo với ngân hàng thứ ba tôi muốn trao đổi đây, đó là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu. Thì đây là một ngân hàng có cái chất lượng tài sản và quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam. Thì ACB là ngân hàng tư nhân có quy mô lớn thứ tư tại Việt Nam sau MB, sau Techcombank và sau Sacombank. Thì chất lượng tài sản thì tốt nhất hệ thống thông qua cái tỷ lệ nợ xấu có 0.66% trong 6 tháng đầu năm 2020 này mà thôi. Thì thực sự đây là một mức rất ấn tượng. Hiệu quả sinh lời của ACB cũng rất tốt, luôn nằm trong top đầu với ROE đạt trên 25% một năm. Đó. Và trong ngắn hạn thì ACB vẫn có cái câu chuyện đó là niêm yết ở sàn HOSE và được dự báo sẽ vào trong cái danh mục Diamond và các cái quỹ ETF của VN30. Đó. Thì về định giá thì của ACB thì cũng tương đối hấp dẫn do với lịch sử của nó. So với lịch sử thì PB khoảng 1.48 lần. Đó. Thì khoảng 1.48 lần. Thì đây là một cái ngân hàng duy nhất trong nhiều năm qua không cần phát hành thêm cổ phiếu mà vẫn có thể đáp ứng được cái hệ số K mà ngân hàng nhà nước đưa ra. Đấy. Thì trên đây là còn về rủi ro về đầu tư ACB thì chúng tôi đưa ra một số rủi ro sau. Thứ nhất là ACB là ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam, nhưng đồng thời cũng là một ngân hàng được đánh giá là tương đối bảo thủ. Đó, do đó là cái việc tăng trưởng đột biến sẽ rất khó trong tương lai. Thứ hai là rủi ro về suy thoái kinh tế toàn cầu khiến các cái doanh nghiệp khó khăn thì tăng nợ xấu, thì đây là cái rủi ro chung về Covid-19. Thứ ba là về lâu dài thì rủi ro liên quan đến tiền số rồi mobile money rồi vân vân. Đó, thì đây cũng là cái rủi ro chung của cái ngân hàng này. Thì trên đây là tôi đã trình bày về ba cái ngân hàng tư nhân trong top đầu. Rồi, đó là cái view của anh Phục nha. Thế còn xin mời Thanh bình luận như nào về cái lựa chọn, và em có thể đưa ra cái lựa chọn của mình nha. Vâng, về cái topic của phía ngân hàng của bên phòng phân tích thì hiện tại thì topic đầu thì vẫn là cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần quân đội. Thì với một số các cái luận điểm chính thì bên em thì cũng đồng ý kiến với cả phía anh với cả anh Phục về những cái lợi thế của ngân hàng đến từ cái việc đấy là cái hệ sinh thái, cái tỷ lệ CASA cao, hay là cái chất lượng tài sản thì chất lượng tài sản thuộc dạng tốt. Tuy nhiên thì cái phần rủi ro thì em cũng lưu ý thêm là về trong phần rủi ro thì em có lưu ý thêm là về cái rủi ro về nếu như mình theo dõi gần đây MBB thì cái phần nợ nhóm 2 tăng trưởng trong nửa đầu năm nay thì tăng trưởng khá là mạnh, thì đây cũng là một cái mà để mình có thể là mình concern thêm về cổ phiếu này. Ngoài ra thì cũng cái rất hấp dẫn với MBB là về cái mức định giá là thuộc top là các cái ngân hàng rẻ nhất trên thị trường chứng khoán hiện tại, và cái đấy thì nó cũng tạo nên cái sức hấp dẫn đối với cổ phiếu MB. Ngoài ra thì đối với ngắn hạn thì như em đã đề cập lúc trước thì phòng phân tích thì vẫn pick phòng phân tích thì có pick cái cổ phiếu là VIB. Thì những cái luận điểm chính thì đến từ là việc
VIB thì cũng là một trong số ít các cái ngân hàng, các ngân hàng thuộc dạng là small cap, các ngân hàng có vốn hóa bé trên thị trường trong toàn ngành Việt Nam. Tuy nhiên thì ngân hàng này thì cũng có cái chiến lược phát triển và cái chiến lược phát triển cùng với chiến lược phát triển rất là rõ ràng trong khoảng 4 đến 5 năm qua, và cũng có những cái bước tiến rõ rệt. Thứ nhất là thể hiện ở trong cái việc là về cái tăng trưởng trong cái quy mô tổng tài sản, hay là tăng trưởng, hay là thể hiện trong cái việc là về những cái họ phát triển về cái công nghệ của ngân hàng. Ví dụ như là cũng là một trong những cái ngân hàng đầu tiên thực hiện EKYC, là một trong những cái phát triển về mặt ngân hàng số, mà hiện tại thì hầu hết các ngân hàng thì cũng đều đang phát triển về cái mảng này. Ngoài ra thì VIB cũng là một trong những cái ngân hàng rất là năng động khi mà là ngân hàng đầu tiên mà thực hiện hoàn thành Basel 2 theo cái yêu cầu của ngân hàng nhà nước. Thì với VIB thì bên có thể là trong ngắn hạn thì hiện tại thì bên em đang nhận thấy rằng là thứ nhất là về cái tỷ lệ LDR của đối với VIB thì sẽ đến cuối năm 2019 thì mới chỉ đạt được mức là khoảng 75%, tức là nếu mà nói về cái mức cap trần của ngân hàng nhà nước là 85% thì vẫn còn dư địa khá là nhiều để cho ngân hàng có thể cải thiện được cái phần NIM, cải thiện về cái phần NIM đấy. Ngoài ra thì ngân hàng cũng có thêm cái chất xúc tác là về cái việc là chuyển sàn trong năm tới thì cũng sẽ là một cái catalyst để có thể là catalyst đối với để tạo nên cái sức hấp dẫn hơn của ngân hàng trong đối với các cái nhà đầu tư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài, khi mà ngân hàng cũng đã hoàn thiện cái việc đã nộp hồ sơ để niêm yết lên trên sàn HOSE. Thì đấy là cũng về cái rủi ro chính đối với, ngoài ra thì đối với rủi ro chính VIB thì cũng như lúc trước thì mọi người đề cập là về cái chất lượng tài sản của VIB thì hiện tại cũng chỉ đạt ở mức trung bình so với toàn ngành. Mặc dù là đã ngân hàng thì đã thực hiện chủ động là xóa bỏ hoàn toàn trái phiếu VMC sớm. Tuy nhiên thì về cái phần tỷ lệ bao nợ xấu của ngân hàng thì hiện tại là vẫn đang ở cái mức gọi là trung bình thấp. Ngoài ra thì đây cũng là cái ngân hàng mà có cái tỷ lệ cho vay cá nhân là cao nhất trong toàn hệ thống, với tỷ lệ cho vay cá nhân là khoảng trên 80%. Thì nếu như mà trong trường hợp mà nền kinh tế có thể là sẽ đi vào một cái, nếu như in case trong trường hợp nền kinh tế đi vào suy thoái mạnh thì cũng có thể là sẽ bị ảnh hưởng khá nặng đến từ cái việc đấy, thì đến từ cái tỷ lệ cho vay cá nhân rất là cao như thế. Thì đấy là cũng một số cái những cái rủi ro để mọi người có thể cân nhắc thêm đối với VIB. Ok, cái view cũng khá là fair, đúng không ạ? Rồi các bạn hãy chỉ ra câu chuyện đặc tính bền vững này của hệ thống ngân hàng, đúng không? Rồi có nói đến câu chuyện riêng của từng cây nữa, ví dụ như ACB hay là VIB, rồi có câu chuyện chuyển sang này kia các loại. Thì anh Tuấn thì view của anh như nào? Anh cho cái view chung mang tính chất là thứ nhất là ngành ngân hàng ở giai đoạn này có hấp dẫn để đầu tư không? Nếu hấp dẫn thì là trong cái time frame, thì là cái thời gian như nào thì phù hợp hơn. Và thứ hai là anh bình luận gì về cái lựa chọn của anh Phục hay là của Thanh vừa rồi, anh có bổ sung gì thêm cái góc nhìn của anh không? Có một câu chuyện ở bên Thổ Nhĩ Kỳ ấy, là năm ở Thổ Nhĩ Kỳ năm đấy là nó xảy ra một cuộc khủng hoảng thanh khoản. Thế là có một cái ngân hàng ở bên đấy, là ngân hàng đấy rất là mạnh, luôn luôn là trong top đầu và ROE cực cao, thì chỉ trong vòng 3 tháng ngân hàng ấy phá sản. Nguyên nhân là bởi vì này, tức là khi đấy là cái rủi ro về thanh khoản ấy khiến cho một loạt các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn về, khiến cho ngân hàng đấy dựa rất nhiều vào nguồn vốn liên ngân hàng. Thì chỉ trong vòng khoảng 3 tháng cái lãi suất liên ngân hàng lên khoảng 400%, và đấy là ngân hàng đấy bị phá sản, đúng là chỉ trong 3 tháng. Và sau khi phá sản xong thì mọi lãi suất lại quay về bình thường. Đương nhiên là Việt Nam mình chưa bao giờ gặp cái trường hợp như thế, nhưng mà ở góc độ an toàn ấy thì em luôn luôn hướng đến cái ngân hàng nào mà ít dựa vào cái nguồn vốn vay lên ngân hàng. Thì ở đây mình nhìn thấy rằng là MB và VIB đều dựa vào cái lượng nguồn vốn lên ngân hàng khá là nhiều. Tức là trước đây thì MB sử dụng ít nhé, nhưng mà trong vòng khoảng một năm trở lại đây họ bắt đầu dựa nhiều nguồn vốn đấy. VIB thì nó là thường xuyên rồi,
luôn luôn sử dụng cái lượng nguồn vốn liên ngân hàng khá là nhiều. Thì ngoài ra thì một số ngân hàng nữa như kiểu TPBank cũng dựa vào rất nhiều cái đấy. Thì anyway, cái đấy có thể là nó làm cho cái lợi nhuận của ngân hàng ấy khá là tốt, vẫn ok. Nhưng mà tuy nhiên trong những trường hợp mà stress test như kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì khi em đọc cái câu chuyện về Thổ Nhĩ Kỳ thế là cảm thấy mình nên tránh xa, tức là không tránh xa ở góc độ cá nhân thôi, là nên để an toàn thì nên tập trung, nên tính cả cái chỉ số đấy trong cái tổng tài sản, tổng nguồn vốn. Thì đó, thì khi mà nhìn tất cả những câu chuyện như thế thì đấy là quan điểm của em. Nhưng mà từ từ Tuấn nhé, nhưng mà cái coi chừng cái bối cảnh kinh tế nó khác nhau nhé, đúng không? Bối cảnh bây giờ như đã nói là tất cả chỉ số đều cho thấy hệ thống thanh khoản của mình là đúng, rất là dồi dào mà, thì không biết là cái xác suất mà nó xảy ra cái điều như Tuấn vừa nói là nó ở mức độ nào, thì cũng nên đây là ví dụ như trên cái chỉ số này cho thấy luôn. Ngay LDR toàn hệ thống quý 2 cũng giảm, lãi suất bình quân liên hàng giảm rất là mạnh. Đó, thì có thể câu chuyện Tuấn nói là nó cũng cũng là một cái tham chiếu, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên thì xét trong cái bối cảnh thì cũng phân tích kỹ hơn các cái điều kiện xung quanh nữa, chứ không phải chỉ mỗi cái thứ đó không. Chắc là do anh Tuấn rất là an toàn, anh nắm rất dài. Anh phải tính trước là nhỡ có cái stress test đấy trong tương lai trong trường hợp rất là kinh khủng thì không sao, đúng không ạ? Thổ Nhĩ Kỳ rất nhiều thời gian nó vẫn như thế nhá, vẫn cũng dư thừa thanh khoản như mình, nhưng mà chỉ trong vòng tức là rất là ngắn thời gian, bởi vì khi mà cuộc vỡ nợ xảy ra nó đâu có báo không, nhưng mà như Tuấn vừa nói là cái đặc tính là lúc đó là vốn của cái ngân hàng đó là phụ thuộc vào nhà đầu tư nước ngoài rất nhiều, nó rút. Nhưng mà trường hợp như MB thì làm gì các chuyện đó. Ok thì đấy là để bởi vì khi mà đứng ở quan điểm cá nhân thôi. Ok luôn sao? Luôn an toàn. Tiếp tục. Thế thì để nhìn cái time frame trong ngắn và trung hạn thì em sẽ đề xuất như này. Ví dụ ACB là cổ phiếu mà em đề xuất trong ngắn hạn, ít nhất là trong khoảng 6 tháng đến 9 tháng tới. Nguyên nhân bởi vì mặc dù nhìn định giá thì có vẻ là cao 1,5 lần, nhưng mình cần phải nhìn lại, tức là ACB cái dự phòng rủi ro của họ ấy, trên cái tổng nhóm 2, nhóm 5 ấy, nó thuộc cao nhất thị trường. Ví dụ như em mà nhìn đây là họ dự phòng rủi ro của họ trên tổng nhóm 2, nhóm 5 là 93%. 93% tức là con số rất là cao, bao gồm ở nhóm 2 nhé. Vietcombank đâu đó là 89%. Còn cái nhóm top dưới thì cao nhất là Techcombank là 57%. Còn lại những ngân hàng khác như VIB chỉ có 26% này, TPBank thì 33%. Anyway, tức là ACB là ngân hàng trích lập lớn nhất trên thị trường. Và nếu khi mà trích lập như thế thì khiến cái BV của họ ấy, mặc dù là khoảng đâu đó 18.5 nữa, nhưng BV đấy là đang bị cái book value ấy, cái giá trị sổ sách đang bị thấp hơn cái thực tế so với ngân hàng khác. Chính vì vậy mình nhìn 1,5 lần chưa chắc là 1,5 lần. Mà nếu như mình trích lập tương đương với ngân hàng khác, còn về tức là nếu quy tất cả về mức trung bình ấy, thì đâu đó cái tỷ lệ nó thấp hơn rất nhiều, không phải 1,5 lần. Anh Tuấn vừa có một cái comment rất là quan trọng, tức là khi mà chúng ta nhìn vào cái mặt bằng định giá thì mình phải giống như là so sánh cái quả táo với, tức là nó phải là táo so với táo, đúng không? Đúng, nếu mà tính đúng thì phải là tính gọi là B trên adjusted book value, đúng rồi, để cho nó đúng rồi, book value điều chỉnh, vâng. Để nó mới được xem cái value, đúng rồi. Đó, cái đó điều đó các quý nhà đầu tư lưu ý thêm, tức là mình phải adjust lại cái BV ấy, thì okay, nó không quá đắt so với ngân hàng khác. Đấy là một. Thứ hai nữa là ACB có rất nhiều cái catalyst để tăng giá trong khoảng 6-9 tháng tới, như anh Phục có nói, gồm có là câu chuyện về định giá khá là định giá tôi nói rồi ạ. Thì catalyst thì gồm có chuyển sàn này, ETF Diamond với cả Fin có thể mua vào này. Nhưng ngoài ra một catalyst nữa đó là catalyst về bảo hiểm, tức là họ làm một deal bảo hiểm cái thì lập tức cái lợi nhuận họ rất là, lên rất là cao. Thì đấy là những catalyst mà khi mình đặt lên bàn cân ấy, mình sẽ thấy rằng là ngân hàng này có rất nhiều đặc điểm mà tăng giá trong khoảng 6 đến 9 tháng tới. Một điểm nữa rằng là cái lo ngại của em ấy về cái tiền vay lên ngân hàng ấy thì của họ rất là an toàn, tức là tỷ lệ mà vay vốn lên ngân hàng họ chỉ có 1% thôi so với tổng tiền gửi. Thế mình tức là mình nhìn đấy, tức là họ phát triển cực kỳ an toàn. Tuy nhiên thì trong dài hạn hơn ấy thì đương nhiên em chưa đánh giá cao. Vì sao? Vì có một số cái câu chuyện như này, tức là bởi vì em khi nghiên cứu cổ phiếu thì em hay sử dụng lời đồn đại, tức là em hỏi tất cả mọi người. Thì ngân hàng này có đặc điểm, tức là người ta hỏi ban lãnh đạo của công ty ấy, của ngân hàng ấy, là bây giờ có muốn đẩy mạnh lên mảng trái phiếu không? Không, mà không.
Bởi vì sao? Vì nếu như người ta ngân hàng, nếu như một doanh nghiệp tốt ấy, thì họ hoàn toàn để vay được, cần gì phải đi qua mảng trái phiếu. Tức là họ rất là bảo thủ trong việc mà phát triển mảng kinh doanh mới. Thì đấy là những điểm đặc điểm mà nếu mình nhìn dài hạn hơn ấy, thì câu chuyện của ACB nó sẽ không quá mạnh. Thì đấy là cái tư duy trong ngắn và trung hạn. Ok, cái view này của Tuấn Anh hoàn toàn bay, hoàn toàn đồng ý. Vâng. Anh cũng nghĩ là ngày xưa ACB là ngôi sao vì họ có cái dàn lãnh đạo rất là tài ba ngày xưa, đúng không ạ? Lý Xuân Hải rồi Bầu Kiên các loại. Bây giờ sau khi xảy ra sự cố xong, bây giờ thay hết các loại như một ngân hàng thương mại bình thường. Vâng. Và như Phục cũng nói là nó cũng không có gì đột biến cả. Vâng. Chỉ được cái là chất lượng tài sản tốt thôi. Đúng rồi, chất lượng tài sản rất tốt và rất an toàn. Còn gì nữa không? Đó thì nó là về view về ngắn và trung hạn, tức là 6 đến 9 tháng. Còn view mà dài hạn hơn, ví dụ 3 năm đến 5 năm ấy. Vì sao cái câu chuyện ban đầu em nói đến 3 năm năm? Bởi vì này, khi mà mình nằm trong một cái trend tăng ấy, nếu như mình mua cổ phiếu một trong một cái xu hướng tốt ấy, thì sớm muộn cổ phiếu đấy sẽ được re-rate lại. Tức là ví dụ như hiện tại họ đang được định giá PB chỉ khoảng 1 lần đến khoảng 2 lần nữa chẳng hạn, 1,5 lần chẳng hạn. Nếu như câu chuyện mà được re-rate lại định giá như kiểu Vietcombank, Vietcombank luôn luôn PB ở mức 3 lần đến 4 lần. Vì sao? Mình phải đặt câu hỏi là vì sao Vietcombank được định giá cao hơn hẳn các ngân hàng khác. Thì tương tự thế thì em cũng suy nghĩ là ngân hàng nào sẽ được định giá lại trong vòng khoảng 3 5 năm tới. Thì Techcombank là một ngân hàng mà em tin là có khả năng định giá lại. Nguyên nhân là bởi vì về cái chất lượng tài sản thì họ cũng không phải là quá xấu. Cái đòn bẩy của họ, cái tổng tài sản trên vốn chủ ấy, đâu đó chỉ khoảng 6 lần, 5,8 lần. Điều đó có nghĩa rằng là nếu như mà cái phí và lãi phải thu của họ hiện tại đang hơi cao, tức là 1,1% trên cái tín dụng ấy, thì cái tổng tài sản của họ, tức là khi họ tăng đòn bẩy lên, bởi vì các công ty, các ngân hàng khác đòn bẩy đâu đó khoảng 10 lần, nhỏ nhất là 10 lần, thậm chí là ngân hàng khác 17 lần hay 15 lần, như kiểu Công Thương hay BIDV. Thế thì họ tăng đòn bẩy lên thì cái phí lãi phải thu thực ra là trên cái con quy mô đòn bẩy mới nó rất là thấp. Thế nên rằng là trong ngắn hạn có thể vấn đề, nhưng mà trong dài hạn hơn thì vấn đề đấy không phải là vấn đề quá lớn. Và thực ra cái phí và lãi phải thu này thực ra nó luôn luôn giữ nguyên trong khoảng mấy năm trở lại đây, tức là gần như cái khoản nợ nào đó nó có thể là trong quá khứ, nó không tăng nữa, là cũng là duy trì đấy. Nó trong quá khứ đấy, thì đấy là trong chất lượng tài sản. Thứ hai nữa là mọi thứ thì anh Phục đã nói hết rồi, thì nó là cái hệ sinh thái và khách hàng có thể mua, tức là họ có thể chuyển đổi các tài sản. Đồng ý Techcom. Thế ngoài ra còn gì nữa không? Đấy, em nói đúng không? Vấn đề Techcom thôi. Là gì nữa nhỉ? Tự nhiên lại quên. Tại vì hồi nãy Phục nó cũng khác kỹ về Techcom nên nếu mà em có view gì khác thì em mới bổ sung. Có một view khác nhưng mà anyway tự nhiên lại quên mất. Đại loại như thế. Anyway thì rồi. Em có chỉ hướng đến hai cổ phiếu thôi. Ok, đây nha, mình tổng kết lại một chút ha. Thứ nhất là các chuyên gia, mặc dù là như mình nói ngay từ đầu đặt vấn đề rồi, có sự tranh cãi trên thị trường về cái nhóm ngành này, đúng không ạ? Vì nhiều người rất lo ngại là khi Covid xảy ra thì nợ xấu nó sẽ ảnh hưởng đến ngành và có thể lại rơi vào một cái round như là lịch sử đã từng có xử lý mấy năm ngụp lạnh, đúng không ạ? Nhiều người khá là lo ngại và không dám nhìn dài mà chỉ có kiểu trading một vài câu chuyện thôi. Nhưng mà view của các chuyên gia chia sẻ ngày hôm nay thì có vẻ như là trong ngắn cũng có câu chuyện, mà trong trung và dài hạn hơn để tích sản thì cũng thấy là có cơ hội để đầu tư, đúng không ạ? Có phải như thế không? Nếu mà chuyên gia nào mà thấy view tổng kết của mình mà nó khác thì hãy đến chính mình ha. Ý là như vậy. Còn về cơ hội cụ thể thì các chuyên gia có cái điểm cũng không hoàn toàn giống nhau đâu. Ví dụ như là tổng kết lại thì có Phục với lại Thanh là cùng chung là view là MB là lựa chọn số 1. Ngoài ra thì cái cây Techcom thì là anh Tuấn với lại Phục là trung view là Techcom là cho trung và dài hạn, đúng không? Thì rất là hấp dẫn. ACB thì là trung view, nhưng mà view của anh Phục chắc là dài hơn, còn view của Tuấn là ngắn hơn, 6 đến 9 tháng gì đó. Còn về lâu và dài thì anh Tuấn cũng không thích ACB lắm về cái điểm là khá bảo thủ và không có gì đột biến hết. Thì cái này Phục cũng đưa trong phần rủi ro rồi. Có một cái cây cũng khá là đặc biệt trong cái nhóm cổ phiếu nhóm nhỏ nhưng mà năng động, thì Thanh đã đề xuất thêm cái cây VIP. Mặc dù là bà ấy cũng cho rằng là về chất lượng tài sản thì VIP cũng ở mức độ trung bình thôi, nhưng mà cũng có những câu chuyện bổ sung thêm là cả câu chuyện là có chuyển sàn và các loại nữa, nên là khiến cho nó đưa trong top lựa chọn cái này, đúng không ạ? Đấy, thì đó là một số cái view chung về ngành cũng như là các cái cây cụ thể. Bây giờ chúng ta đến cái phần giao lưu nhé với các quý nhà đầu tư.
Thì ở đây có một số câu hỏi này, thì mặc dù là hồi nãy giờ cái ngành này vì nó nhiều vấn đề nên chúng ta thảo luận khá nhiều. Tuy nhiên chúng ta sẽ rút lại một vài câu hỏi của các quý nhà đầu tư nhé. Xin khuyến nghị về ACB trong 9 tháng tới. Ad ơi, thì anh Tuấn vừa đưa ra view là sớm 9 tháng tới là rất hấp dẫn các bạn. Vì vốn nó là một ngân hàng tốt trong bối cảnh này mà lại có câu chuyện catalyst nữa, không còn các loại nữa nên là hấp dẫn ha. Em cầm MB mấy tháng rồi mà chưa thấy chạy nặng mông quá. Thì hai chuyên gia Big MB là Thanh và Phục có phản biện gì, có trả lời cho cái ý này như nào không? Anh mà trả lời. Chắc anh Phục. À vâng. Thì thực ra cái câu chuyện MB thì là một câu chuyện mà bà con vẫn nói đến rất nhiều. Đó, sao nó nặng mông thế? Nhưng mà thực sự mà nói thì chúng tôi xem từ cái đáy khủng hoảng đến giai đoạn bây giờ MB vẫn là đánh bại index, thì thực sự nó không phải nặng mông trong dài hạn. Nhưng rõ ràng nếu cái câu chuyện T3, T5, T10 chẳng hạn thì MB đúng là nó sẽ đi rất là chậm, nó không thể bật nhanh được như các cái ngân hàng khác. Như VP chẳng hạn thì nhảy rất là nhanh, đúng không? Hay là VIB thì đều rất là nhanh. Đó. Thì cái câu chuyện này thì chính vì thế cho nên chúng tôi cho rằng là nếu đầu tư MB thì chúng ta hãy quan tâm đến việc dài hạn hơn. Đấy, còn ngắn hạn thì rõ ràng là cái ngân hàng này với thanh khoản lớn, đúng không ạ, thì nó sẽ rất là khó có thể là tăng giảm rất là nhanh được. Đó, thì đấy là cái trao đổi của tôi về MB ạ. Ừ. Rồi, Thanh có bổ sung gì thêm không? Dạ, em cũng đồng ý kiến với anh Phục về cái chuyện MB nếu mà trong ngắn hạn thì có thể là sẽ thấy cổ phiếu có thể là hơi nặng mông hơn so với các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng khác. Ừ. Nhưng mà đúng rồi, tuy nhiên nếu mà mình cầm dài hạn thì về cơ bản là return của MB là rất là ok, đúng không? Rồi, hoàn toàn đồng ý với các chuyên gia. Có thêm mấy câu nữa này, mình chỉ chọn lọc thôi ha. Techcom giá nào thì mua được? Hai chuyên gia đề xuất Techcom giá nào thì mua được? Giá trả hiện tại có mua được không? Thì trao đổi trao đổi về cái câu chuyện Techcombank giá nào thì mua được, thì thực sự nếu mà với cái tầm nhìn dài hạn thì giá hiện nay của Techcombank là rất hấp dẫn. Và quý vị và các bạn, đặc biệt là mua tích sản, tức là hàng tháng chúng ta mua một ít chẳng hạn, thì đây là một cái thời điểm rất tốt để chúng ta có thể chia ra hàng tháng chúng ta mua, không vấn đề gì cả, bởi vì thực sự là định giá như này là rẻ rồi. Còn nói về cái câu chuyện ngắn hạn, thị trường có trong vòng một tháng tới có tăng có giảm và Techcombank có tăng có giảm không, thì đấy là một câu chuyện ngắn hạn rất là khó nói, rất là khó nói. Đó. Còn bây giờ tôi lại khẳng định này là mua được, giá này định giá hấp dẫn, nhưng mà chúng ta nên mua theo tích sản hàng tháng chẳng hạn. Bổ sung một chút là kể cho quý vị nghe là ngày xưa Tuấn có mua cái mua MB Bank. MB Bank thì cầm 2 năm liền cổ phiếu chỉ đi ngang và nó chạy dọc trong cái biên khoảng cộng trừ 10%. Thế thì cầm đến tháng thứ 3, tức là 2 năm 3 tháng thì nó buộc nhát tăng gấp đôi. Và nếu và lúc đấy thì sướng quá thôi bán. Thì cầm thêm 3 tháng nữa thôi là sẽ gấp 3. Tức là 2 năm 6 tháng là gấp 3. Thì nói qua để quý vị thấy rằng là ngành ngân hàng này khi mà họ tăng ấy, nó tăng thì tăng sẽ rất là nhanh. Còn khi mà chưa tăng thì phải chấp nhận một cái band nó cứ dao động như thế vậy. Thì đấy là một kinh nghiệm xương máu đã rất là lâu rồi. Mình nhớ hồi mình làm cái báo cáo ngành ngân hàng tháng 5 2016 này, thì mình định giá MB lúc đó lăn quanh mười mấy thôi. Mình định giá mình là analyst đầu tiên mà mạnh dạng cho lên 22 gì đó, target upside lúc đó không cần 50%. Thì mãi nó cũng không tăng đâu. Đến lúc mình nhớ là hồi anh Thái lên thay phát là ngay lập tức nó tăng âm luôn, trong vòng thời gian ngắn nó lên luôn target. Thì ý là một bài học cho thấy là khi chúng ta cầm một cái cổ phiếu nào đó, không chỉ ngành ngân hàng mà doanh nghiệp nữa, mà mình đã xác định nó là câu chuyện nó tốt rồi, thì mình hãy kiên nhẫn mình chờ đợi, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà nhìn T3, T5 được, như thế nó sẽ sai về mặt chiến lược, đúng không? Nếu mà đã trading thì phải theo trading thôi, không thể nào được. VB Bank và CTG thì sao ạ? Các nhà tôi đang hỏi này, VBank và CTG. Nãy chưa thấy các chuyên gia đề cập đến hai ngân hàng này, nhưng mà có các nhà đầu tư hỏi. Vâng, về VBank thì tôi xin phép trao đổi, còn CTG chắc là anh Tuấn nhỉ? Okay. Đúng không ạ? Anh Tuấn là người đã từng làm ở CTG, đúng không ạ? Vâng,
Về VP Bank thì đây là một cái ngân hàng như tôi cũng có trao đổi ở trên đây. Đó là quý vị và các bạn kỳ vọng cái lợi nhuận cao, rủi ro cao thì VP Bank là một lựa chọn số 1. Bởi vì nếu về mặt rủi ro thì ngân hàng này là cho vay về tín dụng tiêu dùng rất nhiều. Và thời điểm này là một thời điểm rất khó khăn đối với những cái cá nhân vay tín dụng tiêu dùng. Nợ xấu có thể là ẩn rất nhiều. Tuy vậy thì ngược lại thì ngân hàng này cũng là một ngân hàng số 1 trong cái lĩnh vực đó. Đúng không? Số 1 trong lĩnh vực đó, và họ cũng là một ngân hàng rất là mạnh mẽ trong cái việc ứng dụng công nghệ cũng như là các cái dịch vụ liên quan. Đó, thì do đó là VP Bank thì nó phù hợp với khẩu vị rủi ro cao, lợi nhuận cao. Đó, thì đấy là về VP Bank ạ. Công thương ấy thì có cái sự thay đổi rất là lớn từ khi anh Thọ lên làm chủ tịch. Giai đoạn trước đó thì cái tất cả các báo cáo đều quan ngại về việc phí và lãi phải thu của công thương ở mức rất là cao. Thì khi anh Thọ anh lên thì ngay lập tức anh trích lập hết toàn bộ, tức là toàn bộ những cái khoản nợ nào mà không thu được lãi anh cho thành nợ nhóm 2 hết, xong bán vang hết. Thì nguyên cái việc mà minh bạch hơn trong cái chất lượng tài sản ấy đã khiến cho công thương định giá lại. Từ lúc đó là quanh đâu đó PB chỉ khoảng một lần mới cả 0.9 lần, thì họ bùng cái họ định giá bây giờ như hiện tại là đâu đó PB khoảng 1.1 đến 1.2 lần. Thì đấy là một đặc điểm mà khi mà sự minh bạch nó đến ấy thì nó đã tạo ra cái sự định giá lại cho ngân hàng rồi. Tuy vậy thì cái tiềm năng tăng trưởng của công thương nó không cái room tăng trưởng nó không có nhiều. Thứ nhất là dựa trên cái LDR của họ khá là cao, tỷ lệ đòn bẩy của họ cũng khá là cao, đòn bẩy của họ đâu đó khoảng 15 lần. Thì mình nhìn như thế thì cái câu chuyện của công thương nó không quá mạnh, trừ phi họ có những cái động thái khác về bán chéo, nhưng cũng họ cũng chưa có gì quá mạnh. Chính vì vậy mà đứng ở quan điểm của cá nhân của Tuấn ấy thì cho rằng là công thương cái mức giá như hiện tại ấy, thậm chí hoặc là tăng thêm khoảng ben khoảng 10%, nó chỉ quanh mức này thôi, vì họ chưa có điểm gì đặc biệt, trừ việc là từ khi họ đổi kho sân sai của họ ấy, thì họ cũng cái phát triển công nghệ của họ cũng mạnh hơn rất là nhiều. Tuy vậy nó chưa phải là điểm gì nó quá nổi bật. Ok, cảm ơn Tuấn. Câu cuối cùng thôi, mình quan tâm ngân hàng thì cần chú ý đến những thông số nào ạ? Thì nhà đầu tư hỏi câu này thì chúng ta nghe kỹ lại cái đoạn chia sẻ của các chuyên gia ở phía trước ấy, chúng ta sẽ thấy cái lưu ý. Ví dụ như là ba trụ cột khi phân tích này là cần chú ý vào chất lượng tài sản là đầu tiên, thứ hai là nhìn vào tiềm năng tăng trưởng, và thứ ba là hiệu quả hoạt động cũng như là hiệu quả sinh lời cộng với cái định giá hấp dẫn, thì đó là những cái yếu tố cơ bản nhất. Ngoài ra thì anh chị có thể theo dõi kỹ hơn trong cái video clip có nói chi tiết đến các cái chỉ số, khi nhìn chất lượng tài sản thì nhìn cái gì, khi nhìn vào tiềm năng tăng trưởng hay là nhìn vào khả năng sinh lời thì tăng cái gì. Đúng không? Rồi, nãy giờ chúng ta đã cũng trải qua cũng khá là dài thời gian thảo luận và trả lời rất nhiều câu hỏi của quý nhà đầu tư rồi. Xin chân thành cảm ơn quý nhà đầu tư đã rất là nhiệt tình và theo dõi đến suốt đến thời điểm này, vẫn còn hơn số lượng khá lớn đang tiếp tục theo dõi livestream. Thì view tổng kết lại thì các chuyên gia đều cho rằng là mặc dù ngành ngân hàng sẽ bị những cái tác động khá là lớn từ Covid, nhưng mà do cái nền tảng hiện tại của nền kinh tế cũng như là sức khỏe ngân hàng nói chung đã tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều rồi, cho nên chúng ta kỳ vọng rằng là nếu mà có ảnh hưởng thì cũng không ở mức độ quá là nghiêm trọng như là của giai đoạn trước. Chính vì thế mà cái cơ hội cho cả ngắn hạn, những cái câu chuyện rất là cụ thể như những cái case như là ACB hay là VIB, và cả những cái trường hợp dài hạn hơn, đúng không, như là trường hợp của MB, Techcom hay là vân vân, thì đó là những cái khuyến nghị đầu tư cho nhóm ngành này. Thì đây là một nhóm ngành mà cũng rất là phù hợp và không thể thiếu được trong cái portfolio để mà tích sản dài hạn được. Đó là cái lời kết cuối cùng, và cũng thay cho lời cảm ơn và xin tạm biệt các quý nhà đầu tư đã theo dõi đến thời điểm này, và xin hẹn gặp lại vào chiều thứ hai tuần sau lúc 3 giờ. Còn ngành nào thì sẽ thông báo tiếp và chào các quý vị.